Con muốn hỏi câu hỏi như sau. Pháp môn niệm Phật, có sư nói niệm 4 chữ, 6 chữ đều được, nhưng có sư nói niệm 6 chữ thôi, niệm 4 chữ không được. Thầy thầy thích cho con hiểu, rất mong thầy hoan hỷ tha thứ cho con. Thì trước khi mà trả lời câu này thì có một câu hỏi nữa. Hỏi rằng người ta thường nói lục tự di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Dịch nghĩa là lục tự di đà nghĩa là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ mới kêu là lục niệm. Lục niệm di đà, lục tự chứ, lục tự di đà vô biệt niệm, tức là 6 chữ di đà niệm mà không có một cái niệm nào khác, niệm nhất tâm đó, thì không cần phải một cái khẩy tay, một cái búng tay là đã đến Tây Phương. Cái câu đó mình có hai cách đọc. Có người ta đọc gọn là gì? Nhất cú di đà vô biệt niệm, một câu di đà cũng được nữa. Thành thử ra tất cả danh hiệu Phật, chữ Nam Mô là mình thêm vào để trọn vẹn cái nghĩa cung kính. Thí dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái chữ Nam Mô là mình thêm vô để chi? Để nói trọn cái nghĩa cung kính là con xin kính lễ Phật A Di Đà, con xin kính lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì chữ Nam Mô đó là mình bày tỏ cái lòng cung kính qua hai chữ Nam Mô. Còn khi chúng ta vào cái pháp hành trì thì nó tùy theo cái hơi thở, nó tùy theo cái công thức, miễn làm sao cái tâm của chúng ta nhiếp niệm. Có nhiều người ta niệm 6 chữ, nó cái khoảng nó hơi, cái 6 chữ nó hơi dài cho một cái hơi thở ta. Có nhiều khi ta niệm theo hơi thở mà, phải không? Hay là ta niệm theo bước chân. Thành thử ra cái đó là một cái công thức để niệm Phật. Thì tùy mình, mình muốn 6 chữ hay 4 chữ gì, nó không có một cái bắt buộc. Rồi mình bài xích 6 chữ, rồi mình nói là niệm như vậy là niệm thiếu hay là niệm dư vậy đó. Ở ngoài Bắc người ta thêm câu nữa đó. Ở ngoài Bắc ta niệm Di Đà, ta không thể Nam Mô, ta thêm chữ, biết chữ gì không? Thêm 2 chữ, con niệm. Con niệm Nam Mô Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để chỉ nói lên hết cái sự cung kính. Hết cái sự cung kính. Ví dụ thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm được 10 câu cái con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sám hối đó không phải Pháp Hòa nhại tiếng, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ cho đại chúng biết. Rồi thí dụ như giờ mình niệm, có nhiều người ta niệm chậm rãi để nó cái gì, cái người ta niệm như vậy theo hơi thở, ta niệm theo cái lễ nhạc. Nhưng mà ở trong cái pháp niệm Phật nó có một cái nữa, người ta gì, niệm nhanh lên á, nó có một cái địa chung. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó ta niệm theo tạo đó. Rồi niệm vậy mình nói niệm nhanh quá sao Phật nghe. Thầy chúng nhớ là tất cả những cái phương thức niệm nó tùy theo để giúp cho hành giả đổi những cái tông, để làm chi? Bớt sự nhàm chán. Tại vì có khi mình niệm hồi rơi vào cái trạng thái gì? Buồn ngủ. Phải không? Cho nên mình niệm 30 phút cái mình đứng dậy mình đi kinh hành. Mà bây giờ quý vị thấy các tổ tạo ra những cái phương thức. Hồi xưa là bây giờ Việt Nam, hồi xưa là Việt Nam mình niệm đơn giản thôi. Bon bon khóc Nam Mô Di Đà Phật theo cái niệm đi kinh hành xưa vậy đó. Rồi bây giờ mình thêm cái một cái câu niệm các vị thường hay nói niệm theo kiểu chùa Hoằng Pháp đó. Thì tất cả những cái đó đều là những cái lễ nhạc
cái cách mình xưng tụng danh hiệu Phật, miễn sao mình thích hợp với cái pháp đó, chứ không có một cái gì đúng sai trong cái việc này cả. Thí dụ bây giờ cái người mà người ta mệt mỏi quá, người ta bệnh hoạn quá, thâm thần thức người ta mơ màng, mình nói nhiều quá người ta không đủ sức người ta niệm bốn chữ A Di Đà Phật, mà niệm theo cái hơi thở của họ để giúp cho họ làm sao họ định được cái tâm qua cái câu niệm Phật. Thành thử ra cái chữ Nam Mô là mình thêm, mình muốn là có nhiều khi trước khi nói đến danh hiệu Phật còn phải nói đủ thứ hạnh đức của vị đó nữa. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà vậy đó, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ Thọ Quang Thể Tướng Vô Lượng Vô Biên Từ Thể Hoằng Thâm Tứ Thập Bát Nguyện Độ Tận Hàm Linh Đại Từ Đại Bi. Mới tới ha, có bốn chữ ăn sao ha, A Di Đà Phật thôi, mà trước khi nói tên của ngài là một lô nói những cái hạnh đức của ngài. Nào là Thọ Quang Thể Tướng nè, tức là ý nói là cái tướng ánh sáng hào quang của ngài, Thọ Quang Thể Tướng Vô Lượng Vô Biên Từ Thể Hoằng Thâm, tức là cái lời nguyện từ bi của ngài nó sâu màu. 48 nguyện độ sanh, rồi tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, rồi độ tận hàm linh, độ cho sạch hết tất cả những cái loài hữu tình. Rồi nói một lô gì mới tới danh hiệu của ngài mà có bốn chữ A Di Đà Phật thôi. Cho nên cái đó thì tùy mình thôi, không có sai đúng gì trong việc này cả. Mà quý vị có niệm, thí dụ như có nhiều người ta niệm, người ta làm ngắn gọn để làm chi? Để người ta dễ nhiếp tâm. A Di Đà Phật, 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 10 niệm vô một chuỗi. Thí dụ như Hòa thượng Vạn Đức, tức là Hòa thượng Trí Tịnh, thì ngài không có niệm Nam Mô A Di Đà, mà ngài niệm là Nam Mô A Di Đà. Tại vì cái quan niệm của ngài là nó nhẹ cái nó đi theo cái niệm á, A Di Đà Phật. Mình nói chữ A Di cái tự nhiên cái tông mình nó đổi, nó không có thuận theo cái nhiếp niệm của mình. Thì niệm thử coi. Phải không? Rồi cái thứ hai là gì? Cái chữ A Di đó là nó đúng với cái nghĩa của cái chữ tiếng Phạn hơn, Amitabha. Bây giờ bữa nào quý vị thử đi. Mình tối mình niệm Phật á, mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó đi theo cái chiều, cái âm của nó đi theo vậy. Thì quan niệm của ngài là ngài dễ niệm, cho nên ngài cũng đề xướng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi có vị cũng thắc mắc hỏi A Di Đà đúng hay A Di Đà đúng. Con đọc cuốn sách What the Buddha Taught của ngài Wapula Rahula, trong đó Hòa thượng có trích dẫn một câu từ Luận Trung Quán của ngài Long Thọ: luân hồi sanh tử không có gì khác với Niết Bàn, và Niết Bàn cũng không có gì khác với luân hồi sinh tử. Theo con được biết thì Niết Bàn là chấm dứt luân hồi sanh tử, vậy câu trên có nghĩa là gì? Thì theo như mình hiểu là Niết Bàn là một nơi chốn không còn sanh tử. Mà hễ mà nói chữ luân hồi sanh tử là nói tới cái trạng thái gì? Trạng thái khổ của chúng sanh. Còn nói tới Niết Bàn là nói tới cái trạng thái an lạc. Cho nên ở đây theo cái quan niệm của Đạo Phật, luân hồi là gì? Không phải đợi mình chết mình mới luân hồi. Hồi sáng giờ mình có luân hồi không? Chút buồn, lát giận, lát vui. Lát thì cười hễ hỉ hạ, vui vẻ. Lát thì mình giận, không muốn nhìn nhau. Đời sống của chúng ta mỗi ngày cũng luân hồi đều đều chứ gì nữa. Phải không? Thì như vậy thì Niết Bàn là gì? Là một cái trạng thái bình an giữa những cái sanh tử, buồn vui, khổ đau của cuộc sống. Như vậy ngài nói là Niết Bàn không khác với sanh tử là vậy đó. Sanh tử luân hồi nghĩa là khi chúng ta cứ sống trong cái vòng hệ lụy vướng bận. Còn Niết Bàn là khi chúng ta không còn cái khổ của cái đó nữa. Niết Bàn là một cái trạng thái tâm bình an trước những cảnh đổi thay buồn vui của sự thế.
Cho nên cái chỗ này không có gì khó. Có nhiều khi một ngày mình cũng luân hồi mấy chập. Luân hồi nghĩa là mình đi vòng vòng. Luân hồi là một sự đi vòng. Và sự chấm dứt nghĩa là gì? Không phải là mình không còn sanh tử. Chấm dứt là gì? Hết rồi, không khổ nữa. Ví dụ như hồi xưa các vị không hiểu, mình không hiểu, mình khổ với những cái chương trình. Nhưng mà khi mình hiểu rồi, mình vẫn đi theo chương trình mà hoàn toàn không khổ gì hết. Vậy thì cũng luân hồi mà không khổ đau. Ở đây ai sinh hoạt ở những tùng lâm là biết. Tùng lâm tức là chùa chiền đó. Mà hễ chùa nào mà sinh hoạt càng nhiều á, thì chúng nào mà chịu không nổi á, là dễ ngã gục lắm. Tại sao? Tại vì khổ đau phiền muộn với những cái chương trình, và cảm thấy sao mà nhiều chương trình quá. Nhưng mà tại sao cái ông thầy mà ông ở trong đó ông làm ông không mệt? Ông làm còn hơn mình nữa mà. Như vậy ổng cũng luân hồi chấm mình thôi, nhưng ổng có khổ. Mà ổng không khổ là ổng chấm dứt. Ổng chấm dứt cái luân hồi, chấm dứt là không phải là ngưng. Mà ngưng cái khổ đau khi chúng ta. Cho nên các vị Bồ Tát á, các ngài vẫn tùy thuận chúng sanh. Các ngài đi theo chúng sanh mà các ngài không khổ. Còn mình đi theo các ngài mình cảm thấy khổ quá, tại vì các ngài nhiều việc quá. Quý vị nào mà đi đến những hòa thượng lớn, quý vị thấy cái sức làm việc quý ngài. Sư ông Làng Mai, những cái ngày mà gọi là gần như là bệnh hoàn toàn đó, vẫn còn viết sách. Mà khi không còn đủ sức cầm viết, nằm trên giường bệnh, rồi nói những cái ý tưởng của mình vô trong cái máy thâu để cho thị giả chép lại cái ý tưởng. Thay vì mình, ví dụ mình nghĩ câu đó mình phải chép ra, thì bây giờ không chép, cho đến khi không còn đủ sức nữa thôi. Rồi mình thấy Đức Phật của mình nè, đến cái rừng Sa La Sông Thọ đó, đau bệnh như vậy đó, sắp mất như vậy đó, vậy mà còn ráng chút nữa để nói cái bài kinh cuối cùng là kinh gì? Kinh Di Giáo. Còn bệnh giờ ngày có mấy chuyện thôi mà trời ơi, thấy giống như mình sắp chết rồi vậy. Thành ra mình mới thấy rõ ràng là cái năng lực của chúng ta. Tại sao như vậy? Hạnh nguyện chưa có đầy đủ. Hạnh nguyện mà đầy đủ rồi, giống như cái người niệm Phật vậy đó, có tính rồi có nguyện rồi là một ngày miên mật niệm Phật. Niệm mà niệm ngày niệm đêm không biết mỏi mệt. Tội thì muốn hết, mà tu thì không muốn tu. Mở miệng ra con nguyện cho con tội chướng tiêu trừ, mà sám hối thì lười lại Phật. Con nguyện cho con trí tuệ được thông minh mà không chịu đọc sách. Thí dụ vậy đó. Nghe tới giờ nghe giảng thì không nghe. Thành nữa làm sao mà mình muốn đường mà cứ làm nẻo không à. Rồi bây giờ quý vị cứ nhìn vào cái hình ảnh đó. Nhìn vô các tổ. Tổ nào mà sắp mất rồi lên giường ngồi chuẩn bị mất á, kêu đồ chúng tới. Tôi nói cho các ông nghe lời cuối cùng. Thiền sư Mãn Giác của Việt Nam mình đó, trước khi mất á, lên thiền sàng rồi bắt đầu nói bài kệ. Thường thường các cái loại kệ vậy là cáo tật thị chúng. Cáo tật là gì? Báo bệnh. Thị chúng là để chỉ cho chúng biết. Cáo tật thị chúng. Các vị sư bà, các vị thiền sư ni đọc vô sử mới thấy, sắp mất rồi mà cũng không nỡ nhắm mắt đi. Không phải chữ không nỡ để các ngài lưu luyến nha. Cái bi tâm của các ngài quá lớn. Còn mình tu làm sao mà tới hồi sắp chết cứ rên thì còn các ngài sắp sửa mà đi rồi còn lên nằm trên giường bệnh còn nói một cái bài kệ cuối cùng.
Ngài mãn giác thiền sư trước khi mất. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Nói xong mới mất. Mở sử các ngài ra đọc. Cho nên đọc sử của các tổ có lợi ích ghê gớm lắm. Mình mới thấy được nó tăng cái năng lực của mình lên. Rồi mình mới thấy, mới đầu mình mới thấy mình tu ghê gớm lắm á. Nhưng mà khi mình đọc vô đời của tu của các ngài thì mình thấy mình không lãi gì hết. Hồi xưa người ta ăn ngàn cử, người ta tu tới sáu cử, mình ăn ngày bốn cử mà tu hai cử mà cũng rên. Ngày xưa ăn là phải đi khất thực, còn bệnh giờ ngồi chỗ ta dâng tới cho ăn. Rồi nghĩ đi, giặt quần áo thì phải bỏ vô trong cái thùng, rồi đứng rồi đạp rồi giặt bằng tay. Bây giờ cứ xách vô bỏ cái máy giặt ha. Rồi bây giờ mình nghĩ mình tu với các ngài ai sướng hơn ai? Các ngài xưa đốt đèn dầu kinh, mình giờ lúc nào cũng có đèn điện hết. Các ngài phải đi tìm đi mò, bây giờ mình cứ còn lấy mấy ngón tay mình bấm bấm vậy, cái gì cũng có trên đó hết. Vậy thì bây giờ mình thấy cái tu của mình với các ngài thành phước báo mình nhiều lắm, mà chính phước dày nè nè, ỷ y là dễ khó tu. Dễ khó tu nha, chứ không phải là dễ tu. Dễ tu nhưng mà tại mình không chịu tu. Mình cứ nhìn vô, đừng có nói các tổ, những hòa thượng của mình thôi, chừng 50-60 năm về trước thôi, thì mình mới thấy đời xưa các ngài tu cực khổ đến cỡ nào. Chùa chiền ở không yên, bơm dội chiến tranh, xách giỏ chạy đầu này chạy đầu kia. Mình nhìn vô cuộc đời quý ngài, đi cầu đạo, đi học đạo, phải lặn lội biết bao nhiêu đường xá. Mà thật ra không phải mình nói như vậy để rồi mình tự chê mình như thế này thế nọ, nhưng mình phải đọc vô để mình thấy được cái hạnh phúc của mình so với các ngài. Và mình học đòi theo cái đức tánh quang minh. Nhớ câu đó không? Trong cái bài sám khánh đản á, học đòi đức tánh quang minh, tức là mình học hỏi, học đòi theo được cái tánh đó. Nhiều khi mình nói trời ơi, thầy đó hay, thầy kia hay, mà mình không học theo đó. Cho nên phải cố gắng như vậy. Ở cái chỗ gọi là niết bàn sanh tử. Sanh tử là một sự luân chuyển khổ đau, và chúng ta đừng đợi chết mới luân hồi. Ngay trong đời sống này, chúng ta không chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta cũng luân hồi vòng vòng. Mãi luân hồi đây là một cái biểu tượng. Buồn vui đủ kiểu trong tâm thức của mình. Trong cái tâm thức mình nó luân hồi. Có thể mình ở yên chỗ đó, nhưng mà trong lòng mình luân hồi nhiều lắm. Lát mình tới chỗ này, lát mình lo kia, trong lòng mình luân hồi. Bây giờ mình vẫn làm những công việc đó, nhưng mà mình biết cảnh duyên, mình biết mình, biết cảnh, biết duyên, cho nên không có bị những cái đó nó làm mình hệ lụy. Cho nên khi chúng ta vẫn ở trong luân hồi đó mà có được trạng thái của niết bàn. Cho nên ngài ta hỏi tổ Quy Sơn á, hòa thượng, mai mốt hòa thượng khi mà ngài mất rồi ngài đi đâu? Nói tôi hả, tôi làm con trâu ở dưới chân núi á. Tôi làm con trâu ở dưới chân núi á. Rồi quý vị thấy mình có cái vị Bồ Tát tên là Giám Trai Sứ Giả không? Vị đó là ai? Là một ông hòa thượng bình thường thôi, ở trong chùa thôi.
Ông ở trong bếp đó, ông cứ phát nguyện nấu cơm cho chúng ăn vậy đó, bữa củi nấu cơm cho chúng ăn vậy đó. Vậy mà sau này được các vị tôn xưng là gì? Vị giám trai. Giám trai là gì? Là cái người giám sát, coi sóc những bữa ăn của chúng, của chư tăng. Cái chữ giám trai là vậy đó. Tiếng Anh dịch là food inspector. Cho nên mình á, người nào mà ở trong bếp mà lo nấu cơm cho chúng ăn là một vị giám trai sứ giả đó. Cho nên ở Việt Nam mình á, cái hình ảnh của ngài giám trai sứ giả là một tùy, nhưng mà đa phần là cái hình ảnh rất Việt Nam. Có người là có chỗ ta làm cái tượng ông nông dân có búi tóc, cột cái khăn, cầm cái búa, ngồi sắn cái quần lên, giám trai sứ giả. Vậy hiểu được cái chỗ đó ha. Niết bàn với sanh tử. Niết bàn là trạng thái của an lạc. Sanh tử khổ đau. Sanh tử là khi chúng ta làm tất cả việc mà chúng ta cứ khổ theo nó. Còn mình tất cả việc mình làm, mà việc nào làm tới đâu, viên mãn tới đó, làm trọn vẹn tới đó. Mình không biết ngày mai mình như thế nào, cho nên ngày nay mình còn sống, mình cứ làm hết cái bổn phận, cái hạnh nguyện của mình. Rồi ngày mai mình có đi, mình cũng có gì buồn khổ hết, tại vì mình có niết bàn. Còn sống thì làm tiếp, hết duyên thì mình đi đó. Rồi đi đâu? À, mình tái sinh ở cõi nào đó để tiếp tục con đường làm việc của mình. Giờ hỏi Phật Thích Ca ở đâu? Ai biết đường đâu chỉ. Phật Thích Ca cõi nào không biết. Tại vì ngài cũng đang luân hồi ở một cảnh giới nào đó để làm tiếp tục cái công việc của ngài. Cho nên cái người hiểu thì sao? Sanh, cái người mà hiểu về cái chết cái sống là ta khứ lai tự tại, đến đi thông dong, đến đi tự do. Còn mình không biết thì sanh tử bì lao. Cho nên đó là cái tư tưởng đại thừa. Sanh tử là niết bàn, phiền não là bồ đề. Chờ phiền não không có đâu xa đó. Muốn đi tìm bồ đề không có rời phiền não được. Anh đang giận đùng đùng vậy đó, mà anh hiểu ra cái đó, cái hết giận à. Thí dụ mình đang tức cái người đó vậy đó, là vì mình nghĩ người đó làm chuyện đó. Cái người kia nói, ôi không phải đâu, cái đó tôi làm đó. Cái sao không nói sớm, làm tôi chửi nó ẩu. Tự nhiên hết giận đó. Vậy thì ngay cái giây phút đó, cái phiền não nó đi đâu? Nó là một thôi. Chữ tức nó là tại vì nó chuyển cái thôi. Con có nghe trong bài giảng của thầy, con rất tâm đắc mấy câu thơ như sau. Con không nhớ chính xác lắm, vì cha mẹ ai ái ân rồi cũng biệt, tình người giống như chim chung ngủ. Cái bài này là một cái bài kệ, nó nằm ở trong cái quyển, không biết nó xuất từ đâu, nhưng mà ở trong cái quyển này nó có cái bài này. Cái quyển này có cái tên là Ông Trưởng Giả Kén Rễ. Quý vị nào muốn biết cái câu chuyện đó thì quý vị đi tìm đọc Ông Trưởng Giả Kén Rễ, thì trong đó nó có cái bài kệ này nè. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly. Nhân tình hay là nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Nghĩa là phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt là cha mẹ đó, cái thâm ân, cái ân đức mà nó sâu dày cỡ nào đi nữa thì kết cuộc rồi cũng phải có cái ngày chia tay, gọi là phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt. Còn vợ chồng đó, gọi là phu thê đó, nghĩa trọng là cái tình nghĩa phu thê nó có nặng cỡ nào thì kết cuộc cũng phải chia ly. Đem tình của cha mẹ lấy cái nghĩa của vợ chồng. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly.
lấy hai cái hình ảnh đó ra rồi mới kết độ, kết thúc. Tình người, tức là nhân tình. Tợ điểu giống như chim ngủ qua đêm vậy, đồng lâm túc. Đến ngủ chung một chỗ với nhau. Nhưng mà đại hạn lai thời, đến giờ đến phút rồi, các tự phi mạnh ai nấy bay. Có phải vậy không? Nghĩa nó phải vậy không? Mà mình nghiệm có phải vậy không? Thì cái bài này được dịch nè: cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly. Tình người nào khác chim chung ngủ. Thay vì mình nói đại hạn lai thời, đại hạn tức là cái đại hạn theo cái nghĩa đó là tới giờ chết đó, cái lúc mà lâm, cái khi bất cứ một cái nạn gì nó đến với mình là kêu đại hạn hết á, hạn nó tới rồi. Mà hạn, mà cái hạn đó mà cái, của cái chết thì gọi là đại hạn. Đại hạn lai thời, cái giờ phút nó đến rồi thì mạnh ai nấy bay thôi. Thì mình mới dịch lại là sáng đến mạnh ai nấy bay đi, để cho nó đối với cái chữ đêm. Tình người nào khác chim chung ngủ, chung ngủ đó là buổi tối rồi, thì sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Mà đúng vậy đó. Trong kinh kể ông trưởng giả mà có bốn bà vợ đó. Mấy đứa biết ông trưởng giả bốn bà vợ không? Ông trưởng giả đó, ông có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất ông rất là thương, cưng chiều dữ lắm. Rồi bà vợ thứ hai, bà vợ thứ ba, ba bà đó ông lúc nào cũng quan tâm. Nhưng mà riêng cái bà vợ thứ tư á, ông không hề chăm sóc. Nhiều khi ông sắp chết á, ông mới hỏi bốn bà, thì ba bà kia từ chối hết. Nói thôi ông đi đâu đi, mình thì tôi không có theo. Ông nghe sao ông buồn quá, ông xoay qua bà thứ tư, thì bà thứ tư chưa kịp, chưa có đợi ông hỏi nữa: ông yên tâm đi, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Thì Đức Phật mới kết luận nè: mình là ông trưởng giả. Cái bà vợ thứ nhất đó là cái thân xác của mình. Chăm sóc không? Chăm sóc dữ lắm. Bà vợ thứ hai là ai? Là tiền của. Cho nên cái bà vợ thứ hai bà nói: ông á, có đi rồi á, thì á, tôi tiễn, à, tôi đi lấy người khác liền á. Nghĩa là gì? Tiền bạc mà vừa nhắm mắt rồi á, thì phải chi phí lo tang lễ. Cho nên có phải không, bà vợ thứ hai là tiền của, mà vừa nhắm mắt cái là bà đi lấy người khác. Nghĩa là hồi nãy trong cái giỏ của ông trưởng giả đó, đó mình á, mà chết một cái là phải chi nghe, mua quan tài, mướn nhà quan này kia đó, qua nhà người khác ở, có phải không? Rồi bà vợ thứ ba, ông quý lắm, chuyện vui chuyện buồn ông đều chia sẻ với bà vợ đó hết. Nhưng khi mà ông sắp chết á, mấy bà vợ đó nói á: tôi với ông rất là tình nghĩa, nhưng mà thôi, tình lắm nghĩa lắm thì tôi đưa ông đến nghĩa trang thôi, đến mộ thôi rồi tôi về, tôi còn phải lo cuộc sống tôi nữa. Bà vợ thứ ba là ai biết không? Là người thân của mình. Có phải chuyện vui chuyện buồn gì mình cũng chia sẻ với người thân không? Rồi họ cũng làm cho mình một cái đám tang cũng rình rang, phải không? Có nhiều người cũng khóc dữ lắm á, nhưng mà cỏ chưa xanh mồm là xong rồi đó. Bà vợ thứ ba là người thân của mình. Họ có làm dữ lắm thì đi tới đâu? Đưa tới mộ thôi. Đó là nói mà nếu mà họ không đi coi bói đó. Nếu mà không đi coi bói mà ông thầy bói mà ông nói là: ô, ông chồng của cô là chết nhầm cái giờ ngày xấu một cái là thôi, họ hỏi liền á: vậy thầy có cách nào ém ổng không? Làm cho ổng đừng có về bắt mình không? Đấy. Ba bà vợ phải không? Thân mình nè, tiền của mình nè, và thân nhân của mình nè. Có phải ba bà vợ này không theo mình được không? Rồi cái bà vợ thứ tư là ai biết không? Ổng cưới về mà ổng không quan tâm. Bà vợ thứ tư này chính là nghiệp lực của mình. Đời sống của chúng ta có một cái đi theo mình mãi mãi, đó là cái nghiệp của mình, nhưng mà mình không bao giờ quan tâm.
mình sống mình tạo nghiệp, mà thậm chí ai khuyên mình nói thôi đừng có làm cái đó tội lắm, không có tội lỗi gì hết á, tôi không có tin nhân quả tội phước gì hết, đó là cái đó là nặng rồi đó. Còn có người thì chẳng quan tâm. Thì mỗi người chúng ta ai cũng có bốn bà vợ, bất luận, thì nếu mình nữ thì kêu bố ông chồng nam thì kêu bốn bà vợ, mình muốn kêu gì mình kêu. Nhưng mà bốn cái đó là để biểu tượng cho bốn cái thứ mà chúng ta có trong cuộc sống. Thân xác của mình thôi, quần áo lo cho bà vợ đó, mà bà nằm xuống, mình nằm xuống cá rồi là thôi, là bà với mình không có quan hệ gì hết. Thần thức mà xuất ra rồi thì thôi, xác nằm đó ai muốn làm gì làm, muốn ngắt, muốn nhéo, muốn làm kiểu gì đó làm. À, cái bài thơ nó nói vậy thôi, để nhắc nhở chúng ta ý thức. Con xin chào thầy, thầy ơi cho con hỏi, quê con ở An Phú, An Giang, dịp đến dịp các rằm lớn trong năm, trong những tổ đình họ tổ chức cúng lễ rất lớn, có những vị xưng thần thánh nhập vào thân xác của họ, của những người hạp, họ múa võ xuyên kim, ý nghĩa của việc đó là gì? Cái này thì nó thuộc tín ngưỡng nhân gian, nó không có liên quan gì đến đạo Phật. Thì nếu là mình là Phật giáo thì không có cái này. Còn nếu mà còn nói hơn nữa là những cái này nó thuộc về đình, nó ở đình, ở miễu, ở những nơi thờ các vị thần, chứ còn nó không có cái chuyện này ở trong cửa Phật, ở cửa chùa. Cho nên nó không phải thuộc phạm vi của mình, cho nên mình không có làm, không có dám bàn đến. Chỉ xác định là cái việc này không phải của Phật giáo. Đây là của những vị bên phía thờ các bậc thánh, rồi các vị mua xưng là mình được nhập xác, nhập đồ gì đó, thì cái việc đó của các vị đó, nhưng mà không phải của Phật giáo. Thì không phải của mình thì thôi, mình đừng có nói nếu mình không có biết, phải không? Mà hơn nữa mình nói cũng không cùng, tại vì việc của ai thì nấy biết. Việc của chúng ta là việc tu Phật, cho nên mình nói chuyện trong nhà Phật thôi. Còn các việc đó thì mình muốn đi thì mình đi, nhưng mà hễ là Phật tử thì nhớ là những chuyện này nó không có trong chùa. Nếu mà bữa nào mình đi tới cái chùa nào đó, mình thấy một người nào đó xưng là Quan Âm rồi đó, thì mình biết cái này không có, tại Quan Âm không có làm mấy chuyện đó. Thần thánh thì không biết, cũng có thể ha, hoặc là không có thể gì mình không biết, nhưng mà chắc chắn một điều là Phật không có làm mấy chuyện đó. Các vị Phật, các vị Bồ Tát không có mượn xác ai hết á. Các ngài đang có mặt đầy đủ ở đây bằng hiện tướng của các tướng khác hết mà. Thí dụ như Quan Âm Bồ Tát, thấy không? Trong Phẩm Phổ Môn đó, nơi nào đáng cần tỳ kheo, liền hiện tỳ kheo mà thuyết pháp. Nơi nào đáng dùng thân thanh văn, tỳ kheo ni, đồng nam, đồng nữ, vân vân. Nghĩa là gì? Khỏi cần đi tìm gì hết đó. Đấy, bước qua đây cái có đồng nam, bước đấy, thế Quan Âm xuất hiện xung quanh mình hết rồi, cần gì phải đi tìm gì nữa. Nếu người nào có khả năng cảm hóa mình, người đó là Quan Âm thị hiện hết. Hiểu cái chỗ đó không? Cho nên ở đây, bởi vì Quan Âm là tượng trưng cho tâm hạnh từ bi, mà hơn nữa tâm hạnh từ bi thì với con mắt của chúng ta thì nhìn bất cứ ở đâu cũng có Phật, cũng có Bồ Tát hết. Và vị nào cũng đều là những vị đang làm việc cứu khổ độ sanh. Cho nên khỏi cần phải ai xưng cái gì hết. Các ngài có đủ khả năng thị hiện, mắc chi phải mượn xác. Không cần phải mượn xác ai hết, đủ khả năng thị hiện. Nghĩa là gì? Thị hiện là gì? Là có mặt như vậy đó. Cho nên ví dụ như ta nói ở bên Cửu Hoa Sơn có thị hiện Bồ Tát Địa Tạng, tại vì cái vị đó, cái vị Kim Kiều Giác đó với lại con, hai cha con ông Mẫn Công đó là chủ đất đó, cảm thấy rằng vị thái tử này từ nước Hàn Quốc qua đây, từ nước Hàn Quốc qua đây mà tu tập ở núi này, và cái cách tu tập của ngài như là hạnh nguyện của Đức Địa Tạng, cho nên ta nói ngài Địa Tạng thị hiện ở núi Cửu Hoa. Cho nên á, cái tướng già, tướng bệnh, tướng chết của bậc giác ngộ như Đức Phật á, chúng ta gọi là thị hiện. Tại sao?
Tại sao gọi là thị hiện? Tại vì các ngài không có khổ với nó. Các ngài không có khổ với cái già, cái bệnh gì hết á. Và các ngài hiện cái tướng, sống bằng cái tướng đó, nhận cái tướng đó để làm chi? Để khai thị cho chúng ta biết. Để khai thị chúng ta biết người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời. Thái tử Sĩ Đạt Ta mà hỏi Sa Đạt, Sa Đạt, này là gì vậy? Sa Đạt mới nói dạ này là người bệnh. Bệnh là sao vậy? Nói dạ bệnh là không còn sức khỏe. Ở con mình ông này bệnh thì à, là hay là sao? Nói dạ đâu có, mọi người đều bệnh và ngay thái tử cũng phải bệnh. Hiểu được chỗ đó không? Khai thị cho mình đó. Không lẽ ông thái tử ông sống trong cung từ nhỏ lớn không bệnh lần nào na? Không bao giờ cảm sao? Cảm chứ, cũng bệnh chứ. Rồi một đứa con nít mà nó còn biết nó bệnh, mà không lẽ thái tử lớn cỡ đó mà không biết bệnh mà đi ra đường phải hỏi này là gì vậy? Rồi thậm chí thấy người nằm cứng ngắc không ấy, này là gì vậy? Sao mình nằm cứ đơ vậy? Ông kia nói dạ này kêu là người chết. Hơi chết làm sao? Chúng sanh mình cần khai thị dữ lắm. Cần khai chỉ biết thì biết hết á, nhưng mà đụng chuyện thì sao? Dẫn rối bời, không biết gì hết. Cho nên khai thị là vậy đó. Cho nên đời sống này nè, người nào người ta mở cho bệnh câu là khai thị đó. Chứ không phải đợi nằm ra đó ngáp ngáp mới kiếm người tới khai thị đâu. Chừng đó chưa chắc đủ tinh thần để nghe. Chứ ngay bây giờ trong cuộc sống nè, đi đâu bất cứ cái gì nó mở được con mắt của mình đều là khai thị hết. Nó mở được cái tâm của mình hết. Open your heart, open your mind. Tại vì mình có rất là nhiều cái nó ngăn che mình. Có nhiều khi một đứa con nít mà nó lại khai thị được cho mình nó mới hay chứ. Mình tu mấy chục năm mà mình không hiểu cái chỗ đó. Vậy mà đứa con nít nó tới nó khai thị. Nhiều đứa nó nói nhiều câu mình nghe mình chơi với. Nít mà nói được những câu nói như vậy. Cho nên nó Quan Âm hiện thân đồng nam đồng nữ. Đó, một đứa con nít mà nó đủ khả năng mà nó tỉnh giác một người thì nó là đồng nam, nó là Quan Âm thị hiện đồng nam đồng nữ chứ gì nữa. Con là Phật tử Việt Nam. Qua video thầy giảng con được biết cách lại Tam Thiên Phật danh. Con thì tìm trong kinh không có kinh đó, vậy ngưỡng mong thầy chỉ cho con biết được kinh này bán ở đâu, vì con Google tìm không ra. Tại đạo hữu tìm không ra chứ nó có. Thật ra cái quyển này kinh là Phật Thuyết Tam Thiên Phật. Tam Thiên Phật là gì? Là 3.000 vị Phật. 3.000 vị Phật này biểu tượng cho ba đời. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, cái kiếp quá khứ có tên là Trang Nghiêm. Kiếp Trang Nghiêm. Kiếp Trang Nghiêm này có 1.000 Phật. Hiểu không? Kiếp hiện tại tên là Tinh Tú. Kiếp Tinh Tú có 1.000 vị Phật. Kiếp vị lai tên là gì? Nhớ không? Thầy hay sướng lễ đó. Quá khứ Trang Nghiêm kiếp Thiên Phật. Giờ gì nữa? Hiện tại Hiền kiếp. Nhớ không? Hiện tại Hiền kiếp Thiên Phật. Vị lai Tinh Tú kiếp Thiên Phật. Đó là lại Tam Thiên Phật. Mà lại ăn gian. Lại chung. Còn nếu mình muốn lại chi tiết từng vị thì phải vào cái quyển kinh đó. Cái quyển kinh đó có cái tên là Tam Thiên Phật. 3.000 vị. Mà 3.000 vị này của ba đời. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà mỗi một kiếp nó có cái tên. Kiếp quá khứ tên là Trang Nghiêm. Kiếp hiện tại là tên là gì? Hiền kiếp. Kiếp vị lai tên là Tinh Tú. Cho nên lễ Phật sau mình tụng kinh xong mình hay lại chung vậy đó. Nam mô quá khứ kiếp,
Nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Qua kiếp của quá khứ tên là trang nghiêm, kiếp của hiện tại tên là kiếp hiền, kiếp của vị lai là tinh tú, vị lai tinh tú kiếp thiên Phật. Thí dụ như mình niệm mà mình lại hồng gì lại vạn Phật á, nó có câu là đồng danh đồng hiệu đó, hiểu không? Đồng danh đồng hiệu là cùng tên cùng hiệu. Vô lượng vô số chư Phật Bồ Tát trong cõi đời này đồng danh đồng hiệu. Ví dụ như giờ mình tên là Cúc, có phải là nếu mà nó Cúc, trời ơi trên thế giới này biết bao nhiêu Cúc. Cho nên cũng như thế, một cái tên mà rất nhiều. Cho nên mình lễ là như vậy. Thôi thì nếu mà đạo hữu kiếm không có thì để đó đi, bữa nào Pháp Hòa gửi cho. Trong này không biết có email không. À, xin cả nhà cho con hỏi ngu một tí. Không có câu nào ngu hết á, tại là khiêm cung thôi. Cái gì không biết thì hỏi chứ gì đâu. Người không biết chữ, tu pháp môn nào của Phật giáo để có công đức, có cơ hội giải thoát? Biết chữ với không biết chữ nó không có dính dáng thì chuyện tu giải thoát hết á. Có nhiều khi người không biết chữ người ta vẫn giải thoát như thường. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ông đâu có biết chữ đâu. Mà theo sử nha, theo lịch sử là ngài Huệ Năng không biết chữ, vậy mà làm tổ. Pháp Hòa hay kể câu chuyện đó. Cái vị tỳ kheo ni đó đến xin tỳ kheo ni vô tận á, đến xin ngài Lục Tổ Huệ Năng giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Và ngài mới nói bà đọc đi, bà đọc tôi nghe tôi giảng cho. Bà nghe bà giật mình, mới nói ủa tổ không biết chữ sao tổ biết giảng kinh. Thì ngài mới trả lời sao, chữ nghĩa nó đâu có ăn nhập gì tới giải thoát. Bây giờ ví dụ như bây giờ một người mà thuộc kinh cái gì cũng biết hết, nhưng mà tâm không chuyển qua, tham sân si phiền não còn nguyên khối, thì người đó vẫn đọa lạc như thường. Còn cái người mà không biết một chữ, nhưng mà họ thậm chí họ cũng chẳng niệm A Di Đà Phật luôn, nhưng mà đời sống của họ có chánh niệm, có dự giới, có giới, có định, có tuệ. Mặc dù họ không biết cái gì về Phật pháp hết, nhưng mà tự cái đời sống họ có cái tư duy, họ có cái suy nghĩ. Ví dụ như là nói chuyện ra thì không bao giờ nói xuyên nói xéo ai, không bao giờ đâm bì thóc thọc bì gạo, học tới học lui chuyện này chuyện nọ. Ví dụ đời sống họ, họ tự họ hiểu vậy à, thì người đó vẫn giải thoát an lạc như thường. Ngài Ubali là một người cùng đinh mà, là một người gánh phân mà. Cô Ma Đăng Già, bà là Liên Hoa Sắc, là một dâm nữ. Bà gì mà trong cái kinh cái bà gì mà cúng vườn xoài cho Phật đó, tự nhiên quên tên rồi. Ông Tỳ Xá Khư là một bà nhà giàu. Ê, cô đó là một kỹ nữ. Thành nữ năm xưa đây chúng là ở đây cái vấn đề là không phải là mình không biết chữ là không tu được. Cái chỗ tu của Phật giáo không phải trên chữ nghĩa. Dĩ nhiên mình biết chữ nghĩa, mình đọc kinh, mình hiểu đó tốt để trợ duyên cho mình. Nhưng cái tận cùng của cái sự tu tập là gì? Là chuyển được cái tâm. Chuyển được cái tâm của mình là mình tu. Cho nên gọi là tu là chuyển nghiệp, chứ không phải tu là biết chữ. Tu là giỏi pháp, tu là chuyển nghiệp.
Người nào chuyển được nghiệp lực của mình là người đó tu. Không cần phải nói pháp hay, không cần biết Phật pháp nhiều, mà nghiệp của mình là cái gì mình biết. Thí dụ như nghiệp của mình là hay sân, chuyển nghiệp sân. Nghiệp của mình là hay thế này thế nọ, mình chuyển cái nghiệp đó là mình tu. Mà giải thoát hay không là ở chỗ chuyển nghiệp, chứ không phải vấn đề biết chữ nhiều. Thời gian tu hành cũng không luận. Tu ở trong chùa 50 năm, 60 năm mà không có chuyển một cái nghiệp gì hết trơn á, mà cái người ta mới vô mà ta chuyển được nghiệp. Cho nên cái chuyện hỏi tu bao lâu mới được ngộ đạo, không có nói được chuyện đó. Đồ tể mà bỏ dao liền thành Phật. Ngày hôm qua cái người đó cái mặt họ xấu là mặt của dạ xoa, nhưng mà sáng nay là lòng Bồ Tát. Tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Sáng nay là mặt của Bồ Tát. Hôm qua mặt dạ xoa, sáng nay lòng Bồ Tát. Dạ xoa với Bồ Tát chỉ cách nhau một sợi tóc thôi. Vì vậy mà mình mới có câu là hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại là bờ. Có nhiều khi á, tu một cái gì, tu một kiếp mà ngộ một giờ. Một cái gì đó làm cho mình ngộ. Giống như ngài A Nan đó, thấy không? Tu nguyên đời với Phật mà không ngộ. Vậy mà tới hồi bị ngài Ca Diếp chê, ông không chứng thánh, ông không được vô dự vào cái đại hội kết tập kinh. Buồn tình quá, đi vô trong rừng ngồi thiền. Vậy mà sáng ra ngồi mỏi mệt quá, ngày sắp sửa ngã lưng, ngày nghỉ cái tự nhiên ngày ngộ đạo. Ủa ngà nang ngộ gì, và cái chuyện mà ngã lưng mà ngộ đạo, chuyện ổng không biết. chuyện ngày ngày biết. Nhưng mà ở đây muốn nói cái chỗ đó mình nói cái gì, cái sự khi mà mình lúc mình ngài Phật còn tại thế thì mình ỷ y tâm mình nó chưa, nhưng cái chỗ mà ngài nhiếp tâm đó, Pháp Hòa ví dụ như là khi mình lái xe trên đường lộ nó thênh thang là mình lái, bắt đầu mình không có suy, mình bị tán tâm đủ thứ hết. Tự nhiên có một chiếc xe nó đi tới ngược chiều mà nó ngay đầu xe của mình, thì lúc đó mình còn suy nghĩ gì nữa không? Lúc đó tâm mình nó nhiếp vô cái gì? Lúc đó là mình thiền đại định rồi đó. Chỉ lúc này là làm sao kiếm đường mà lách để khỏi chiếc xe. Nó qua khỏi một cái, nãy giờ tất cả những cái suy tư của quá khứ của vị lai gì nó mất hết trơn. Hiểu được cái chỗ đó không? Khi con người mà nó ở trong một cái trạng thái là phải nhiếp tâm thì tự nhiên bật hết tất cả những cái suy nghĩ khác. Còn mình giờ ví dụ như thả mình lên ngồi thiền đó, trời ơi mình rong ruổi dữ lắm. Tu gì mà tu giữ thần ôn như này ngồi đủ kiểu hết. Nhưng thử bây giờ mà nói thần chết mà tới đó. Đó quý vị nhìn coi mấy cái clip mà người ta đang ngồi ở biển chơi, tự nhiên sóng thần nó ập vô. Mới vừa rồi đây hình như là bên có một cái tai nạn lớn lắm, xe cộ gì đó. Có những em mà nó đi chơi, nó đi chơi khuya về, cái nó ngồi trên xe 6-7 đứa vậy đó, thì con đứa lái, mấy đứa kia nó mệt, nó lăn ra nó ngủ. Thì quý vị, cái thằng, cái em mà nó lái xe đó, nó cũng buồn ngủ như mấy đứa kia vậy. Cuối cùng nó lủi vô, tài xế chết, 6-7 đứa trong xe chết hết. Có bao giờ nó nghĩ nó lên xe nó ngủ một cái là nó đi luôn không? Thì cái trạng thái mà cái đứa ngủ á, cái trạng thái mà cái đứa ngủ mà nó đang ngủ mà nó bị đụng xe mà nó chết á, nó khó siêu. Vì nó không có một tích tắc của ý thức. Nhưng mà cái anh tài xế đó, anh có thể anh đi được. Tại sao? Vì anh thấy chiếc xe tới, tâm mình nghĩ chết. Đúng rồi, chết rồi. Một giây phút của sự tính thức là chết. Hiểu được cái chỗ đó không? Tại anh thấy chiếc xe tới là anh thấy anh không hết, anh không có chạy được nữa. Còn mấy đứa kia nó nằm, thần thức nó không có.
Ý thức nó không có. Thí dụ nó đang ngồi, nó là á, cái á mà đụng cái chết liền, cái á đó nó cũng có thể nó, vì nó ý thức được cái chuyện đó. Thấy được hai cái trạng thái đó không? Một người nằm ngủ trên xe rồi chết đi, và một người mà thấy cái xe nó lủi tới mình, một cái giây phút mình nhận ra được là một cái tai nạn nó đến, cái ý thức chết nó có mặt. Thì cái đứa đó nó có thể nó đi sớm hơn. Còn đứa kia nó không có một nhận thức. Cái đứa đó nó chết trong cái hốt hoảng. Đúng một cái nó chết mà nó hoàn toàn không một cái giây phút nào tỉnh thức hết. Cho nên cái chỗ mà cái pháp môn nào của Phật giáo để tu có công đức, pháp môn hay nhất là pháp môn chuyển nghiệp. Nhận thức những cái pháp môn chánh niệm để nhận ra cái nghiệp lực của mình, chuyển những cái nghiệp đó. Hồi xưa mình sống bằng cái nghiệp gì? Toàn là nghiệp dở. Chuyển cái nghiệp đó. Còn mình biết chữ biết nghĩa để làm chi? Học kinh rồi nghe pháp rồi vậy đó, để nó trợ duyên cho cái phần chuyển nghiệp của mình. Còn lỡ mình không biết chữ gì hết mà nhiều, mà nó rất là nhiếp tâm trong cái phương diện chuyển nghiệp đó. Cho nên công đức không phải là ở thuộc kinh nhiều, mà ở cái chỗ là chúng ta chuyển được những cái tập khí phiền não của mình. Một cái chú tiểu mới vô chùa và một vị tu lâu năm đều cùng một cái tu tập giống nhau. Mình gặp mấy đứa nhỏ mình nói, tu đi con ơi, đời này khổ lắm. Phải nói vậy đó, lúc nào mình cũng nói câu đó, tu đi con ơi, ở ngoài khổ lắm. Nhưng mà tại vì mình không chuyển mình, xong rồi nó vô sống với mình, nó khổ theo mình. Xong rồi nó mới nói, trời ơi, đó tu ở ngoài tu sướng hơn. Tôi vô đây tôi gặp một cái tập nghiệp này, một cái tảng đá đè hết đường thoát. Cho nên tu là chuyển nghiệp, thì cái đứa nhỏ nó cũng phải chuyển nghiệp, mà người lớn cũng phải. Mà nếu chúng ta không có khéo chuyển nghiệp thì chúng ta lại bị cái nghiệp nó chuyển mình. Thành thử ra tu mà mình không có chánh niệm là bị nghiệp chuyển. Những cái nghiệp phiền não, cái tập khí nó chuyển mình. Còn mình tỉnh thức, không phải là mình giỏi, nhưng mà ít nhất mình phải thể hiện một chút gì trong sự tu hành chứ. Và tu là cả một quá trình, mỗi ngày chúng ta nhận diện ra những nghiệp nữa để chúng ta chuyển nó mà. Vậy thôi chứ đâu có gì lạ đâu. Tất cả những việc làm của chúng ta mỗi ngày cũng là tùy vào cái, cũng điều mục đích là chúng ta chuyển cái nghiệp thôi. Cho nên cái vị đó đến lại lục tổ, đầu không sát đất. Lục tổ nói lại mà đầu không sát đất, chi bằng khỏi lại. Ông mới nói tôi tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa, công đức tôi nhiều lắm. Lục tổ trả lời, khi mê thì bị Pháp Hoa chuyển, khi ngộ thì chuyển Pháp Hoa. Đó, trạng thái ông này là bị bộ 3000 bộ kinh Pháp Hoa nó chuyển đó. Đi tới đâu cũng khoe khoang là tôi là người tụng kinh Pháp Hoa mấy ngàn bộ. Nhưng mà anh có thấm được gì của Pháp Hoa không? Không. Không có thấm được gì của Pháp Hoa. Tại vì mà nếu mình đọc kinh Pháp Hoa mà không nhận được cái ý chỉ của kinh Pháp Hoa thì mình chỉ là đọc kinh Pháp Hoa thôi, chứ mình chưa nhận được cái mật chỉ ở trong đó. Ở trong gia đình Phật tử có một cái trò chơi gọi là trò chơi lớn, đi tìm những cái, và đi tới từng đoạn là người ta có những cái dấu hiệu, rồi mình phải kết hợp tất cả những cái chi tiết chúng ta ráp lại để coi người mình cái nhiệm vụ của mình là phải đi làm gì. Thì cũng như vậy đó.
Kinh điển Đại Thừa, mỗi một bài kinh có một cái mật chỉ trong đó. Và chúng ta là cái người đọc kinh đó để giải những cái, giải mã những cái mật chỉ đó. Cho nên Ngài mới nói, khi mà mê thì bị Pháp Hoa chuyển, mà ngộ rồi thì chuyển Pháp Hoa. Rồi cũng một vị khác cũng có những thái độ như vậy. Ngài hỏi ông pháp danh gì? Nói con pháp danh là Pháp Đạt. Ngài mới nói ông tên là Pháp Đạt mà ông chưa đạt được Pháp. Pháp Đạt là gì? Pháp Đạt là người thấu đạt được cái Pháp. Dharma achievement. Thì Ngài mới nói là ông tên đó nhưng mà ông không có achieve được gì hết. Ông không nhận được gì hết. Tên là Pháp Đạt mà không đạt Pháp. Cho nên mỗi một cái pháp danh là một cái nhắc nhở. Thì theo thôi thì bây giờ hôm nay qua cái buổi sinh hoạt này, thì Pháp Hòa trả lời một vài câu hỏi của quý vị gửi đến. Câu hỏi cũng còn nữa thì xin hẹn lại tuần sau. Tối nay thì chúng ta sẽ sinh hoạt tới đây thôi. Thì cuối cùng là cái câu hỏi cuối nó cũng rất hay, mặc dù hỏi đơn giản và hoàn toàn không có ngu tí nào hết, mà có thể nói là câu hỏi rất thiết thực, mà câu hỏi đúng vào cái chuyện tu hành của người Phật tử. Chúng ta biết chữ để đọc kinh hiểu pháp tốt, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ làm một việc thôi, đó là chuyển những cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta có một cái thiện chí, một cái tâm hướng thượng, đó là muốn chuyển đi những cái nghiệp xấu của đời mình. Còn không thì chúng ta trôi lăn trong cái nghiệp đó. Cái nghiệp của mình từ nhỏ tới lớn nó vậy, là cái nghiệp cũ cộng thêm những cái đời này chúng ta huân gọi là nghiệp mới, thì phối hợp nghiệp cũ nghiệp mới phối hợp lại, nó thành ra một con người, một khối nghiệp sống rất là negative, rất là tiêu cực. Và ai gần mình họ cũng rất là khổ sở, tại vì mình quá nhiều những cái nghiệp chướng nó bộc lộ ra. Và cái công việc của người tu chúng ta là vậy thôi. Thí dụ như mình niệm Phật, cái thời gian ngồi niệm Phật, miệng mình niệm Phật cũng là để chuyển cái khẩu nghiệp. Tai mình lần chuỗi, thân mình ngồi tịnh, đó là chuyển thân nghiệp. Mình mở quyển kinh ra mình đọc. Tất cả những cái việc làm của chúng ta đều có cái ý chỉ là giúp cho chúng ta lắng những cái căn để chúng ta chuyển cái nghiệp đó. Mục đích của chúng ta là làm vậy. Cho nên giờ Hòa Thượng tu 100 năm, Ngài cũng mỗi ngày làm việc đó. Mà cái người nào mà ở trong đạo lâu chừng nào thì cái duyên đời nó giảm đó, thì bớt đi cái phần tạo nghiệp. Nhưng chúng ta cũng phải rất cẩn thận, là bởi vì chúng ta vẫn còn tiếp xúc với bao nhiêu người xung quanh. Và cái cơ hội chúng ta tạo nghiệp ở một mặt khác nó cũng nhiều lắm, chứ không ít. Cho nên việc gì chúng ta làm, chúng ta phải đều có cái ý thức. Mà ý thức đó Phật giáo gọi là chánh niệm. Vậy thì chánh niệm là chìa khóa của sự tu tập. Bà cụ già kia không biết là án mani bác di hùm, bà niệm án mani bác di beo, vậy mà bà phát quang. Tại vì cái sự thu nhiếp thân tâm. Cái bài kệ buổi chiều mình hay hô hoài đó: vững thân ngồi dưới cội bồ đề, ba nghiệp lặng rồi hết thị phi. Thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm, rõ soi diện mục thoát bờ mê. Diện là cái mặt, mục là con mắt. Nói cách khác là thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được mặt mũi xưa nay của mình, để mình thoát đi cái bờ mê đó. Đừng có lầm, mặt mũi của mình còn ghê lắm mà mình cứ tưởng là mặt mũi mình rất đẹp. Thì cái mặt mũi đó là gì? Đó là cái tâm của mình. Ba nghiệp mà lặng rồi
thân miệng ý mà lặng rồi thì hết thị phi. Thị phi là gì? Thị là tốt, phi là xấu. Mình rời được cái ý niệm tốt xấu. Cuộc đời này mình không nói được hết mấy cái chuyện đó đâu. Cho nên nếu cuối cùng mà nói cho đúng là gì, nói cái gì cũng trật hết đó, mới là trúng. Tại vì cái mình nói là nó chỉ tạm thời ở một khoảng khắc nào thôi. Ví dụ bây giờ là thiên hạ đùng hổm suốt từ tháng 3 đó, tin tức các đài hình như không có quan tâm mấy chuyện khác ngoài chuyện gì, ngoài chuyện dịch. Rồi qua tới cái tháng mấy biểu tình, tháng mấy vừa rồi biểu tình, tháng 5 hả, tháng 5, tháng 6 gì đó, thì bắt đầu cái kia nó lui đi, bắt đầu nó rần rần cái chuyện cái ông Mỹ đen ông chết, thí dụ vậy. Cuộc đời này hồi lúc cái nào cũng có cái của nó, cho nên cái nào nó cũng có cái khoảng thời gian nào thôi. Và cái mình nói đây, thí dụ Pháp Hòa nói nãy giờ đây, thứ nhất là nó trong cái phạm vi câu hỏi đây, rồi thứ hai là mình phạm vi thời gian đây, nói cũng không hết được kỹ, nói chỉ một phần nào để tạm giải quyết những câu hỏi này thôi, chứ không có được tự xưng là câu hỏi này là trúng nhất, mà mình luôn luôn tâm niệm nói cái gì cũng trật hết á mới là nói trúng. Rồi chúng ở đây như chiều hôm nay mình sinh hoạt bằng cách là mình vấn đáp. Thế đây thì hiện tại là chỉ có 5 câu hỏi thôi. Thì nếu mà trong thời gian hy vọng là 5 câu này cũng đủ 1 giờ để mình sinh hoạt. Bây giờ câu hỏi thứ nhất là: xin Thầy hoan hỷ giải thích dùm cho Phật tử chúng con được hiểu tại sao mình nên tham dự những buổi tu xuất gia gieo duyên. Thứ hai, nếu Phật tử chúng con có tâm nguyện xuất gia sau khi không còn gì vướng bận, như vậy có làm ảnh hưởng đến hình tượng của tăng đoàn không? Bây giờ mình trước hết á, thưa đại chúng, là xuất gia là gì? Xuất gia có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là xuất thế tục gia, tức là mình ra khỏi cái gia đình thế tục mà chúng ta đang sống. Thứ hai là xuất phiền não gia, tức là ra khỏi cái nhà phiền não. Thứ ba là xuất tam giới gia, tức là ra khỏi nhà ba cõi. Nhà ba cõi đây là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bây giờ cái ý nghĩa thứ ba có thể nó sâu quá, mà mình khoan bàn tới, mình bàn hai cái nghĩa trên cái trước. Nếu như mình đã đi quyết chí xuất gia, nghĩa là trước hết cái điều kiện đầu tiên là mình phải ra khỏi cái nhà, cái gia đình mà chúng ta đang sống, để chúng ta hội nhập vào cái đại gia đình tâm linh. Tại vì cái gia đình mà chúng ta còn đang sống đó, thì thế nào cũng còn vướng bận những cái cách sống của thế tục, thì chúng ta khó lòng mà hướng tâm mình đến cái chỗ thoát tục được. Còn xuất phiền não là quan trọng nhất. Thí dụ như mình xuất gia đó là phủi cái tóc, mặc cái áo, rồi mình vô chùa ở, cái đó mới có cái tướng tu thôi, nhưng mà nó đòi hỏi cái tâm tu. Chứ có nhiều khi thân mình đi xuất gia mà tâm mình chưa xuất gia, hoặc là có nhiều khi tâm mình đi xuất gia mà thân mình chưa xuất gia. Thí dụ bây giờ có những vị có lòng muốn đi xuất gia, nhưng vì hoàn cảnh phải nuôi mẹ già, cha yếu, hay còn một chút vướng bận gì đó mình chưa làm được, tuy nhiên mình vẫn ở nhà, mình thực hiện những cái điều mà người xuất gia làm, mà trong khả năng của mình làm được, mình huân tập cái đó trước, để rồi mai mốt mình có được duyên đi xuất gia thì mình ngắn đi cái thời gian mà mình phải thực tập trở lại. Trời, đó là ý nghĩa của chữ xuất gia, tức là xuất phiền não gia, xuất thế tục gia. Nhưng mà tại sao mình phải gieo duyên? Đây là cái ý từ thời Đức Phật, tức là mình chưa được thật sự đi xuất gia bởi mình thiếu duyên, hoặc là duyên này mình chưa có, mà bây giờ muốn có duyên thì phải gieo duyên. Cũng giống như mình ở nhà tôi chưa có cây cam,
Mà muốn có cây cam thì phải gieo hạt cam. Rồi kể từ khi có gieo hạt cam thì mình mới biết là nhà mình đã trồng cây cam, và bây giờ mình cần phải tăng duyên để cho cây cam nó lớn. Hồi sáng mình nói đó, duyên chưa có thì mình gieo, mà có rồi thì mình trợ duyên để cho cái duyên thiện nó tăng thượng, nó lớn mạnh. Hồi sáng mình học đó. Như vậy thì nếu như mình chưa thuận để mình đi xuất gia đó thì mình phải gieo. Thí dụ như quý thầy, quý sư cô đời này, những vị mà đã đi xuất gia được đâu phải một đời, cũng đã gieo nhiều kiếp nhiều đời rồi. Thì cho nên tu từ nhỏ tới lớn, dù cuộc đời có chông gai, có thử thách, có khó khăn thì mới không có nản lòng thối chí. Chứ còn duyên mà chưa đậm á, chỉ mới sơ sơ đó, thì một cơn sóng gió là đã xong rồi. Hoặc là có những vị, quý vị thấy không, đã vô xuất gia rồi, cũng có duyên rồi, nhưng mà một chút đó thôi, rồi cuối cùng duyên không hội đủ à, rồi những cái duyên khác nó tăng. Duyên lành thì thiếu, mà duyên nghiệp đời nó lôi kéo, nó tăng thượng quá, cho nên cuối cùng cũng không thành tựu được cái ước nguyện của mình. Cho nên nếu như mình chưa được xuất gia chính thức, thì nếu ở nơi nào đó có những tổ chức khóa tu gieo duyên để xuất gia thì mình phải gieo cái duyên đó. Nhưng mà khi đi vào trong cái đó rồi, mình gieo cái gì? Tuy mình thọ giới sa di, đầu mình không bắt phải phủi sập, có thể là nhá ba lá kéo. Rồi mình nghĩ bắt cái như vậy gọi là xuất gia gieo duyên. Thưa, nhiều thứ để mình phải gieo lắm. Thí dụ như mình phải giữ giới trong 10 ngày, mình phải ăn chay trong 10 ngày, mình phải thức khuya dậy sớm trong 10 ngày, mình phải tập đắp y, mình phải tập tụng kinh, tức là mình làm tất cả những công việc mà người xuất gia thường ngày làm. Làm bằng cả cái tâm hoan hỷ vui vẻ, chứ không phải nói trời ơi sao mặt y nó lượm thượm quá, à, thức khuya tôi mệt quá đồ. Như vậy chưa đủ gieo. Tại vì mình đã nói mình gieo duyên mà, xuất gia mà, mình có biết cuộc sống của người xuất gia như thế nào không? Sáng từ 5 giờ là thức, rồi ngoài tụng kinh, lễ sám, học hành, vân vân, rồi mình phải sống một cuộc đời gia va chạm rất nhiều người. Mình ở nhà một mình thì nó khác, mà mình đi vô tu, bác quan trai có ngày 24 tiếng khác, mà mình tu suốt với mấy trăm người, mấy ngàn người mà cả 10 ngày thì đâu phải là chuyện bình thường. Thấy vậy đó. Nhưng mà vô rồi mình biết chuyện này chuyện kia nó xảy đến, thì mình có vượt được những cái đó. Mà hễ mình vượt được, để mình luôn luôn nhắc nhở mình đang là những người xuất gia gieo duyên. Bởi duyên chưa đủ cho nên mình phải tập gieo, cái gì cũng phải tập hết, cho đến khi nào mình thuần thục cái phước lành đó thì mình trọn vẹn. Còn nếu như một năm, mỗi năm mình đi xong rồi mình đem những cái công thức mà xuất gia gieo duyên đó, mình về mình thanh lọc lại, mình tu làm sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình. Thí dụ như bây giờ mỗi sáng á, mình đi khóa tu đó, thì mình thức 5 giờ. Bây giờ mình vẫn có thể về nhà mình thức được 5 giờ. Mình không thể tụng kinh tại còn sớm quá, người nhà mình còn ngủ, thì mình ngồi thiền, mình lại Phật trong im lặng, nguyện cho mình đầy đủ cái duyên lành. Kể từ khi mình gieo cái hạt giống xuất gia gieo duyên rồi, từ đây mãi về sau mình trên đường tu mình thăng tiến mãi. Rồi đến khi mà mình thuần thục, một ngày nào đó mình đi vào chùa mình tu, thì mình không có làm ảnh hưởng gì tới tăng đoàn hết. Bởi vì đạo Phật á, là không có phân biệt tuổi tác khi đi tu. Tuy nhiên nếu mình sống ở ngoài đời càng lâu thì tập khí đời mình càng dày. Thì bây giờ mình ở trong khi thời gian mình ở nhà, mình luyện, mình bào mòn cái tập khí đời đó, để mình vô, mình tu muộn, tuổi đời cao, tu muộn, nhưng mà tâm tu của mình không thua ai hết. Tướng của mình có thể khác là vì mình già, tuổi mình có thể khác với các vị, nhưng mà cái thực chất tu của mình không thua, bởi vì hàng ngày mình đã huân tập cái đó. Mình không để cho những cái tập khí mình nó lôi kéo. Cho nên nhiều khi mình sống ở ngoài đời lâu thì mình nhiều tập khí lắm. Mình vô chùa mình phải tập những cái hạnh đó, để mai mốt mình vào chùa mình giảm đi. Thí dụ ở nhà mình có thể học trước mấy bài kệ,
mấy bài thi kệ mà người xuất gia cần phải thuộc. Thí dụ như là kệ mặc áo tràng, kệ thắp hương, kệ thắp đèn, kệ mở nước. Tất cả những bài kệ nhỏ nhỏ đó mình học. Mình thích học tiếng Hán cũng được, mình thích học tiếng Việt cũng được. Thí dụ mình học bài kệ ngủ thức dậy, tới giờ mình ngủ dậy mình đọc cái bài kệ. Nếu mình thích học tiếng âm Hán thì mình học là Thùy miên thủy ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Còn nếu mình thích học tiếng Việt thì mình đọc bài kệ Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Nếu mình thích học tiếng Việt thì mình học thuộc, để làm chi mỗi khi mình làm việc gì mình đọc bài kệ đó. Ví dụ mình thắp cây hương lên, lấy cây hương bật cái lửa lên, thì khi trong khi mà mình thắp cái hương vậy thì mình đọc bài kệ dân hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Rồi mình mặc áo tràng, trong khi mình mặc áo tràng mình gài nút thì mình đọc cái bài kệ gài nút: áo này mặc nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Tất cả mọi cái hành tác trong công việc hàng ngày của mình, mỗi mỗi đều có cái bài kệ hết. Rồi mình học vậy để mình thuần thục. Rồi mình tập lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm im lặng, vân vân. Mai mốt mình vô cái thì mình nhẹ nhàng, mình thích ứng được với đời sống đó, không có khó. Còn thí dụ mình tập, mình lên mâm cơm, mình ngồi mình nói từ đầu bữa cơm, nói cho tới hết, tới hồi vô tu Bát Quan Trai, có một ngày cũng khó chịu lắm á. Ăn cơm im lặng, ăn quen. Hồi nào giờ mình ăn cơm phải nói chuyện rồi. Quý vị thấy một ngày tu Bát Quan Trai thôi mà còn khó khăn, huống chi là tu cả đời. Cho nên cái chuyện mà mình đi xuất gia gieo duyên đó, tùy mình muốn bao lâu mình tham dự cũng được. Có nhiều nơi người ta tổ chức 3 tháng, rồi mình không có thể đi 3 tháng, rồi mình đi tùy theo khả năng mình. Ở bên Canada Pháp Hòa tổ chức mỗi một năm là 10 ngày, từ ngày 1 cho đến ngày 10 tháng 8. Vậy mà có những Phật tử không thể đi trọn 10 ngày, chỉ đi có 2 ngày, một thậm chí có người 1 ngày, Pháp Hòa vẫn cho. Tại sao vậy? Tại vì đã nói là gieo duyên, thì mình không có từ chối bất cứ một cách duyên nào mà người ta muốn gieo, dù một ngày. Ngày xưa có một ông đó, ông không bao giờ ông nghĩ tới chuyện đi xuất gia. Thì có một hôm ông uống rượu say, ông đi ngang chùa, tự nhiên cái ông quẹo vô chùa, cái ông thấy mấy thầy ngồi tu cái bộ yên tịnh quá. Ông mới nói với Phật, ông nói: Thế Tôn, con muốn đi tu. Rồi Phật liền cho ông cạo đầu xuất gia. Ngày hôm sau ông tỉnh dậy, cái ông đi về nhà. Thì các vị mới hỏi thầy tại sao, hỏi Phật là tại sao Phật làm như vậy. Thì Phật nói: Cái ông này nhiều đời nhiều kiếp miệng chưa hề thốt hai chữ xuất gia, chứ đừng nói là tới thực hiện. Ngày hôm nay ông nói lên hai chữ xuất gia thì Như Lai làm liền để mất duyên. Đó là cho ông xuất gia liền dù chỉ một ngày. Cho nên á, mình đi tu coi vậy chứ nói thì nói vậy, nhưng mà không phải đơn giản. Khi mình đi vào tu rồi, mình gặp rất nhiều những cái khó khăn. Có nhiều khi bệnh hoài nó cũng làm mình mệt mỏi, không phải là một việc đó không. Cho nên rồi nhiều khi mình bị phiền não chướng nữa. Cho nên hàng ngày mình tụng kinh, mình nguyện cho mình tiêu cái mấy chướng, nguyện tiêu 8 chướng, thì trong đó có phiền não chướng. Mà chính cái phiền não nó cứ khởi, nó làm cho mình tạo nghiệp, phải không? Phiền não chướng thì liền hành động, mà hành động nói hay là hành động thì tạo thành ra nghiệp chướng. Mà khi mà nghiệp chướng mà nó thành thục rồi thì nó thành ra gì? Nó trở ngại mình, gọi là báo chướng. Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Báo chướng tức là nó bây giờ nó thành quả báo rồi. Cái nghiệp nó thành quả báo rồi. Thí dụ bây giờ do mình bực, mà bực cái nói, nói riết cái nó thành ra cái khẩu nghiệp. Mà chính cái khẩu nghiệp là cái quả báo của mình. Cho nên hàng ngày á, cái đó là một chuyện thật, chứ không phải là cái chuyện xa vời. Mình về Tây Phương mình mới trừ cái đó. Mà ngay cái hàng ngày đấy, nếu mình không có khéo, mình luôn luôn nhắc nhở mình, thì mình dễ sanh ba cái chướng đó: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng.
cho nên không có ảnh hưởng tới tăng đoàn. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Nếu mà mình đi tu muộn mà cái chí nguyện của mình cho vững thì mình vẫn thành tựu. Và quý vị nhớ, khi mà Đức Phật sắp niết bàn, người đệ tử cuối cùng của Phật là ai? Ông Tu Bạc Đà La, 120 tuổi, già như vậy mà Phật vẫn cho tu, huống chi mình bây giờ. Không, cho nên không có luận tuổi tác, cái quan trọng là cái tâm tu của mình. Mà khi mình quyết tâm mình tu thì mình phải phát cho được cái tâm đó. Việc làm gì mà không khởi bằng từ cái tâm mà muốn làm, gọi là phát tâm á, mình khó làm được lắm. Tại vì Ngài Thật Hiền cũng dạy rất rõ, thứ nhất là tâm phải phát, thứ hai là nguyện phải lập, thì đạo quả mới viên thành. Thí dụ mình thấy cái điều đó, mình thấy người ta khổ, mình phát tâm giúp. Đó là tâm thấy cái khổ của người ta, lòng từ bi mình khởi lên, thì mình phát tâm. Phát tâm xong rồi gì? Nguyện, tức là nguyện sẽ giúp. Nhờ có phát tâm và nguyện giúp, cho nên mình mới đi tới cái kết quả là mình giúp cho người. Cho nên nhờ mình thấy đời tu của người xuất gia là cuộc sống thanh nhàn, thảnh thơi, không vướng bận. Mặc dù có những cái khó trong đợt cuộc sống tu hành, nhưng mà thủy chung tu vẫn dễ hơn là mình còn ở ngoài đời. Mình xuất gia thì mình tự tại thảnh thơi, mà nếu mình bỏ thêm cái dấu sắc là xuất gia thì hai cuộc sống nó khác rồi. Cho quý vị thấy, chỉ ở đời nhiều khi nó khác có cái dấu thôi. Không? Nếu mà mình biết cách mình tu, mình vô mình tu mình thảnh thơi. Còn nếu không biết cách, mình vô mình tu mình thành bỏ dấu quyền ở thành tù, tức là cuộc sống của mình nó khó hơn. Cho nên xuất gia là một điều tốt, và hàng ngày mình phải tập. Nếu thân mình chưa được xuất gia nhưng mà tâm mình hướng về con đường xuất gia, cái đó là tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Đến khi nào mình thuần thục thì thân tâm đều xuất gia, chứ không thể làm thân xuất gia mà tâm không xuất gia, rồi mình cũng nhớ này nhớ kia rồi mình làm không được. A Di Đà Phật, tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Xin Thầy giải thích dùm. Đây là bốn lời nguyện lớn, chúng ta gọi là tứ hoằng thệ nguyện. Trước đó thì chúng ta có câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nhưng ở cái câu này lại có thêm hai chữ tự tánh. Tự tánh là gì? Tự tánh tức là ngay nơi mình, ngay nơi con người mình, bản tánh mình vẫn có cái đó. Thí dụ như mình có phiền não không? Có. Nhưng mà mình có cái trí tuệ từ bi không? Có. Mà có trí tuệ có từ bi là tự tánh pháp môn. Rồi mình có thể thành Phật, gọi là tự tánh Phật đạo. Nhưng cái chúng sanh và cái phiền não nó vẫn có trong người của mình. Và quan trọng, một khi mình cái câu đầu á, là mình thấy cái số lượng chúng sanh bên ngoài để mình độ. Nhưng mà có những chúng sanh không phải bên ngoài đâu, mà những chúng sanh nó đang ẩn núp ở trong tâm thức của ta. Có nhiều khi mình trừ được cái thô mà mình chưa trừ được cái vi tế. Cho nên mỗi sáng mình học theo Ngã Nan, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, ở trong cái bài tựa Lăng Nghiêm mình tụng đó, là con rất hy vọng con có thể trừ khử một cách tột bực những cái lỗi lầm vi tế. Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tạo đăng vô thượng giác. Nhớ mấy câu đó ở trong cái bài tụng công phu sáng, mỗi khi mình tụng đó. Thì cái thô là gì? Thí dụ như người ta đi ngang, người ta mắng mình,
mà tại đông người quá cho nên cái mình ngồi mình nói dạ không sao, tôi tập nhẫn mà. Cái thô đó là mình không lộ ra, nhưng mà ở trong lòng mình có bực bội hay không là tự mình biết. Cái tế thì có một thầy kia, thầy ngồi thiền rồi y thầy ngồi, thầy xòe ra ngồi trang nghiêm đẹp lắm. Thì có cái chú tiểu, chú đi ngang, chú dấp cái y, chú nhủi, thầy xây qua đó, bộ mày đuôi hả mày? Thì cái câu chuyện đó nó nói như vậy thôi, nhưng mà để cho chúng ta biết cái gì gọi là thô, cái gì gọi là tệ. Có nhiều khi ở trước bàn Phật á, mình lại Phật rất là tha thiết, nhưng mà ở trước cửa chánh điện mình bước vô, hai chiếc giày nó nằm không giống nhau. Cái chánh niệm hay không, không phải là ngay trước bàn Phật nữa, mà ngay cái khúc mình để đôi giày mà mình đi vô trong chánh điện kìa. Có nhiều khi mình ở trước cửa chánh điện mình nghĩ không quan trọng, thì mình dục hai chiếc giày nằm ngổ ngang. Chứ còn nếu mà mình biết rằng mỗi đôi giày mình phải sắp ngay lại, nếu một đôi mà ngay thì người thứ nhì họ thấy ngay, họ sẽ làm theo. Cứ như thế mà cả đại chúng dù hàng ngàn đôi giày nhưng mà không có lộn xộn. Mà ngay cái chỗ đó là mình thấy được tự tánh pháp môn rồi. Pháp môn là gì? Là những cái cửa để chúng ta thực hiện cái pháp tu. Mà mỗi pháp tu là một cánh cửa để đưa mình vào đạo, thì đâu phải là chỉ ở chánh điện. Ngay cái chánh, ngay trước cửa chánh điện cũng là cái cửa để mình làm sao mình thực hiện cái chánh niệm của mình. Cho nên nhiều khi mình lầm, mình nghĩ là ở ngay trước Phật mới gọi là lễ Phật. Còn nếu mình học được cái hạnh của Đức Phổ Hiền, nhất giả lễ kính chư Phật, không phải là điều thứ nhất con xin lại Phật, con xin lễ kính chư Phật, đó là hạnh tu của Phổ Hiền. Đã là Phật rồi mình có lại không cũng sao. Nhưng mà mình phải thấy rằng tất cả chúng sanh đều là Phật. Bất cứ người nào, dù cái người đó rất là xấu, nhưng mình gặp họ mình vẫn xá chào. Cái bộ đoàn, cái tọa cụ mà quý vị ngồi xong rồi đó, quý vị để lên cho ngay ngắn, dơ thì mình phủi cho sạch. Như vậy vẫn gọi là lễ kính chư Phật. Chư Phật không có phải chỉ là tượng Phật hay Đức Phật hay một con người nào nữa, mà tất cả những vật dụng hàng ngày chúng ta sử dụng, khi chúng ta cần thì chúng ta lại o bế, hết cần chúng ta không thương tiếc nó, thì chưa thể thực hiện được cái nguyện thứ nhất của Phổ Hiền. Nhất giả lễ kính chư Phật. Bình bông, cái ghế, cái gối, cái mền, nhất những gì chúng ta sử dụng hàng ngày, chúng ta vẫn phải xếp cất ngay ngắn để biểu lộ lễ kính chư Phật. Cho nên tự tánh chúng sanh hệ nguyện độ, mình có chúng sanh đây. Tự tánh phiền não, phiền đó là khi mà mình cái gì mình không thích, khi mình không thích là cái đầu mình nó rần rần, cái tâm mình nó bực bội, hai cái nó giao hợp với nhau gọi là phiền và não. Cái gì mà giống như cái cây mà nó chọt vô trong tâm của mình bực bội, rồi cái đầu mình nó rần rần, nó không thích. Khi người nào mà có phiền và có não rồi á, là cái đầu và cái tâm nó hợp tác với nhau. Và hai cái đó, nó cái đầu thì nó bực, cái tâm nó cũng bực, là phải thốt ra cái lời nói bực. Cho nên trong kinh Kim Cang mới có câu độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, mà không thấy có một chúng sanh nào để mình độ. Tại sao kỳ vậy? Độ tất cả chúng sanh tới chỗ thành Phật mà không thấy có chúng sanh nào để độ. Tại bây giờ những chúng sanh đó là ai? Là mình. Thí dụ như nè, mình vừa thấy cái gì mình bực, còn con mắt mình nó thấy một cái, thì khi con mắt mình nó thấy là biết ê, chúng sanh này, cái chúng sanh này cần phải độ, nó hư quá. Thí dụ như mình để cái ghế kinh ra mà mình thích cái cuốn kinh mà mình thường lật nhất, tại cuốn nó dễ lật nhất. Mình mới vừa để xuống rồi đi lên lấy cái tọa cụ lên đây, bà khác chôm cuốn đó rồi, là bắt đầu mình nhìn giáo giác. Và thay vì nếu mà mình khởi tâm của Bồ Tát á, pháp môn vô lượng thiện nguyện học á, thôi thì bây giờ á, thay vì mình sử dụng quyển kinh này mà người khác người ta cần sử dụng thì cũng là để người ta dùng. Mình không dùng, mình có cuốn khác thì người khác ta dùng, ta dễ dàng hơn, ta tụng kinh nó dễ hơn.
Mình cứ muốn cái nào mà nó ngon cơm nhất, nó không lựa bồ đoàn, lựa cái nào mình thích nhất, rồi đôi khi mình còn làm dấu nữa để đi tới chùa là cái đó của mình hay chung cái của người khác, phải không? Tọa cụ bồ đoàn, cái gì mà mình thường dùng là mình muốn thành viên nhanh nhất cho mình, còn người khác ai muốn sao muốn, phải không? Mà khi mình lạc mất cái đó, bực bội thì mình biết là đó, tự tánh phiền não nè. Cái chúng sanh trong người mình bây giờ nó đang chuẩn bị, nó rong chơi bên ngoài nè. Cái chúng sanh này cần được độ lắm. Cho nên tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tất cả những cái gì ở trong lòng mình, tham, sân, si, đều là chúng sanh của mình hết. Nó ẩn núp ở trong đó hết. Mà nó vừa khởi mình độ nó đi. Mà mình giúp cho mình, thì thành nữ mình có thấy chúng sanh nào để được độ đâu. Đó là tự tánh chúng sanh và tự tánh phiền não. Tuy có chúng sanh và có phiền não, nhưng mình vẫn có pháp môn và vẫn có thể thành tựu. Cho nên pháp môn, Đức Phật mới nói mình có 84.000 pháp môn. Và có nhiều vị sẽ đặt câu hỏi như vậy, thì quý thầy có thể nào list cho con được 84.000 pháp môn không? Vừa rồi đi Florida có một vị hỏi như vậy. Thật sự con số 84.000 nó không có nằm trong kinh điển Nguyên Thủy. 84.000 là một con số ví dụ để nói lên số lượng nhiều thôi. Cũng giống như người Việt Nam mình, cái gì mà nhiều quá mình nói sao? Hằng hà sa số. Mà cái chữ hằng hà sa số cũng không phải của người Việt. Đó là bên Ấn Độ người ta dùng. Bên Ấn Độ người ta có con sông Hằng. Mà sông Hằng thì cát rất là nhiều. Cho nên mình mới dùng là hằng hà sa số, mà tiếng Việt mình dịch lại là số cát sông Hằng. Mà quý vị thường đọc trong kinh đó, Phật hay lấy số cát sông Hằng để Phật ví dụ cho cái nhiều. Đó, rồi hoặc là mình, người Việt Nam mình bây giờ là bây giờ mình nhìn kỹ mình mới thấy là Phật giáo đi vô trong lòng dân tộc nhẹ nhàng lắm. Cái gì mà to quá mà nó trời ơi bự tổ sư Bồ Đề. Tại vì hồi xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma to con hơn mình lắm. Ngài từ Ấn Độ và ngày qua là mình thấy ngài là mình giật mình. Từ đó mà người nào mà cao to cái gì mà lớn quá nói trời bự tổ sư Bồ Đề. Đó, thì những cái từ đó bây giờ nó đi vào trong ngôn ngữ bình thường của người Việt mà rất Phật giáo. Thì ở đây cũng vậy. Pháp môn là gì? Không phải là mình niệm Phật là một pháp môn rồi, ngồi thiền là một pháp môn, nhưng mà còn vô lượng pháp môn. Thí dụ như người ta lấn lướt mình lui lại, đó là pháp môn nhường. Mình phải nhịn, mình dư mình mới nhường được. Tôi kêu nhịn nhường, có dư mới nhường được. Thôi giờ tôi dư cái chỗ trống nè, tôi lùi một bước, tôi nhịn, tôi nhường cho anh đi trước một bước, là pháp môn. Rồi người ta mắng mình mà mình nhẫn thì gọi là pháp môn nhẫn nhục. Cho nên pháp môn mình có thể gặp ở trong đời sống của mình vô lượng, mỗi một ngày biết bao nhiêu pháp môn. Mà tại mình không thấy thôi, mình nghĩ là ô phải được thầy truyền sâu chuỗi rồi cáo tràng rồi ngồi niệm Phật mới kêu là một pháp môn. Nhưng mà thật sự tất cả đều là một pháp môn. Có những vị người ta xài một cái pháp môn, người ta học mấy cái câu kinh ngắn ngắn, ta để dành ta học cho thuần thục. Rồi khi nào trên cuộc sống hàng ngày ta đụng chuyện, những cái câu kinh nó đi ra, nó làm pháp môn giúp người ta vượt. Thí dụ bây giờ mình ăn thua, Phật chư tổ có một câu: đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Mình hễ mà họ lấn, mà họ một, mình một nữa, thì đấy, đường đó đến thế gian đó. Không, nhưng mà có một con đường đến Niết Bàn, người ta nói là mình nín. Tại vì khi người ta động người ta mới nói, còn mình bình an thì mình khỏi nói. Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Phật xưa chế là giữ, người nay chế là bỏ. Hồi xưa nói Phật chế có nghĩa là Phật dạy mình phải làm này làm kia. Còn bây giờ mình cái gì cũng thôi chế đi. Thôi chế đi cái là thôi được rồi, xứng xái bỏ qua đi. Đó, cho nên chư tổ mới quở mình đó. Phật xưa chế là giữ, người nay chế là bỏ.
những hạng người trên đây lỗi lầm không phải nhỏ. Tại vì cái gì cũng kêu chế hết rồi, rốt cuộc không còn gì để giữ. Phải không? Có những cái cần giữ mà không giữ. Ví dụ như giờ ta nói đèn vàng chậm lại, thôi kệ không sao đâu, lướt tới cái rầm cái rầm. Phải không? Chính phủ biểu chế là dừng. Còn mình hơi chế không sao đâu. Cho nên đụng vô cái rầm rồi biết hai cái người đều có trăng hết chứ không có sao. Phật xưa chế là giữ, người nay chế là bỏ. Những hạng người trên đây lỗi lầm không phải nhỏ. Chính cái mà chúng ta gặp phải phiền não hà rầm đó là tại vì mình không chịu giữ cái nhỏ. Mình cứ để chứ khi nào mình nó, thí dụ bây giờ mình mới vừa chưa biết hút thuốc mà người ta mời một điếu mình sặc sủa, thôi bỏ qua đi, đừng hút nữa, không sao, để tôi ráng. Ráng riết cho nó thành ghiền. Mà ngộ lắm, ở đời ít có ai nói tôi ráng tu lắm. Ít có ai nói ráng tu, tôi ráng nhịn lắm. Phải không? Toàn là ráng gì không à. Chứ mà chính mấy cái ráng ăn không được mà đổi tôi ráng ăn. Chứ còn nếu mà mình nói thật sự tu đâu cần ráng, tu là cái chuyện gì rất bình thường, rất nhẹ nhàng trong cuộc sống. Nhưng mà thôi giờ mình cực khổ lắm, mình thôi ráng tu đi cũng còn đỡ một chút không. Ít ai nói ráng tu lắm. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích dùm con nguyện ngã tam muội đắc hiện tiền trong kinh Pháp Hoa. Thì thưa đại chúng, cái câu này không phải nằm trong kinh Pháp Hoa, nhưng mà bởi vì cái quyển đó hay là tất cả những quyển kinh mà do Hòa Thượng Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh soạn đó, thì phần sau hay có cái phần lễ khi trước khi mình chấm dứt đó, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn. Nhớ không? Nguyện ngã thiện căn được tăng trưởng, nguyện ngã tam muội đắc hiện tiền, nguyện ngã viên mãn Bồ Tát Đạo rồi đó. Ở trong cái phần cuối của quyển kinh đó, thì trong đó có một câu là nguyện ngã tam muội đắc hiện tiền. Tức là nguyện cho con trong đời này con sớm được cái chánh định. Cái chữ tam muội là tiếng Phạn, chứ không phải là tiếng Hoa. Mình nhìn vô mình nói tam, mình thấy chữ tam đây mình đoán là ba rồi đó. Muội đây là chắc xí muội. Chữ tam muội đây là âm từ tiếng Phạn. Vừa rồi ở Sydney đó cũng có một vị hỏi câu này, hỏi là tam muội là gì. Thì thưa đại chúng, chữ tam muội là chánh định. Mình tu là mình mong mình sớm được cái sự chánh định. Chánh định là gì? Thường thường con người mình ai cũng có cái định, có điều là chánh hay tà thôi. Định tiếng Anh dịch là concentration. Mình focus vô một cái gì đó để nó làm cho mình định. Ví dụ tâm mình loạn, mình phải niệm Phật, lấy câu niệm Phật để giúp cho tâm mình an định xuống. Đến một lúc nào đó rồi, mình với câu niệm Phật luôn luôn, mình không cần nói gì mà câu niệm Phật nó vẫn giúp cho mình an định. Còn bây giờ mình cũng định. Ví dụ mình không thích cái người đó, người ta mới bước vô mình nhìn coi có quẹo đâu, coi làm gì. Tức là mình, kiểu của mình là định chỗ đó không? Cái gì mình không ưa là mình định cái chỗ đó dữ lắm, phải không? Nhưng mà mình lại quên. Thường Phật dạy mình cái tâm mình loạn, phải không? Thì mình phải dùng câu niệm Phật. Quý vị nhớ trong kinh nói mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật tức là mình lấy câu niệm Phật là trì danh niệm Phật, hoặc là mình nhớ hạnh của Phật. Còn niệm Pháp là mình nhớ một lời kinh: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Ba chốn ngục hình đó là gì? Đó là tham sân si, nó giam mình. Ngày nào con cũng nguyện con ra khỏi mà con không ra được. Cho nên nguyện cho con đời này được chánh định, tức là cho tâm của con nó định. Mà định thật là chánh. Con đừng có focus, con đừng có định những cái chuyện không cần thiết. Cho nên quý vị nhớ, thế gian mình có sợ không? Con người mình sống có sợ không? Sợ. Chẳng hạn Pháp Hòa là sợ già và sợ xấu. Mình sợ già nè, sợ xấu nè, phải không? Rồi mình sợ gì nữa? Sợ chết, sợ nghèo, sợ đói, sợ đủ thứ hết. Đó là cái sợ của phàm phu thế gian. Nhưng mà bậc thánh có sợ không? Có.
Bậc thánh có sợ mà sợ gì biết không? Sợ tu không kết quả. Sợ tu không kết quả cho nên ta ráng ta tu. Còn mình bây giờ á, mình tu cũng tu, nhưng mà hễ người ta biểu mình nhịn không, để tôi nói rồi chết cũng được nữa. Mình không sợ chết, mà tới khi mình giận quá là bình thường là sợ chết lắm. Nhưng khi mà tức giận quá rồi ta khuyên mình nín nó không, để cho tôi nói rồi có chết tôi cũng chịu nữa. Rồi có nhiều người mình còn nói một câu nghe nó xanh rờn nữa, tôi nói đi rồi tôi đọa địa ngục tôi cũng chịu nữa. Có cần thiết mình phải làm vậy không? Nhưng mà nếu thật sự mình đọa mình dám không? Tại sao? Vì cái phiền não của người ta mà để tạo nghiệp cho chính mình. Thiếu chánh định. Mình phải định tĩnh cho chánh. Cái gì mình cần focus và cái gì không cần. Quý vị hiểu ý và nói vậy. Cho nên tu thì cũng nhiều, mà chánh định thì không có, mà loạn định thì rất là nhiều. Ví dụ mình ngồi đây hướng về thầy nha, ở ngoài sau làm cái rầm cái chuyện gì vậy? Như đó thôi làm biết là mình định cỡ nào rồi. Không? Cho nên mỗi ngày á, Pháp Hòa rất là thích lại mấy câu đó. Tụng kinh xong qua lại: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con tội chướng được tiêu trừ. Cái câu đầu á bằng tiếng âm Hán á, cái tiếng âm Hán mà dịch ra tiếng Việt: Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã tội chướng tất tiêu trừ. Là, tức là nguyện cho con tội chướng được tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã thiện căn nhật tăng trưởng. Thì mình dịch cái câu là: nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Chỉ nhật tăng trưởng là mỗi ngày mỗi lớn lên, nhưng mà không phải lớn cái loạn định, mà phải lớn cái gì? Lớn cái căn lành. Ai cũng có căn hết á. Căn là rễ đó, căn là gốc. Cho nên mình thấy người nào mà tu từ nhỏ mình nói: ô, nhỏ này nó có căn tu. Bột mì mà cứ nhồi riết xả riết hồi thành cục kêu mì căn. Tức là giờ nó còn lại cái tinh yếu của cái bột mì thôi. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Ai đừng có nói mình không có căn. Có căn chứ, không có căn sao ngồi đây tới giờ này. Mình có căn, nhưng mà bởi mình không biết tưới nó. Và nếu mình có tưới, thay vì người ta tưới gốc mình đi tưới lá, hoặc là mình đi tưới giùm nhà người ta không à. Cho nên mình cũng trồng căng dữ lắm mà như căng lành nó không lên. Cho nên mình là rướng vào cái chuyện là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở đó. Vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Quý hiểu ý ha. Vậy thì chánh định là tam muội. Tiếng Anh dịch là right concentration. Mình hãy để cho cái tâm mình nó hướng vào cái chỗ thiện lành và cần thiết. Đừng có để tâm mình nó hướng về cái chỗ không cần thiết. Thí dụ như quý vị đọc tin tức hàng ngày, đọc cho biết chút vậy thôi, đừng quan tâm. Nếu có biết là để làm gì? Để nhắc nhở mình. Thế giới bất an giống như nhà lửa. Thế giới cuộc sống này không an như nhà lửa. Mình phải tu gấp tu lẹ. Và đồng thời cái gì cần biết thì biết, không cần biết khỏi. Pháp Hòa ví dụ, không phải Hòa khoe mà ví dụ thôi. Ví dụ Pháp Hòa không có cái nhu cầu là chụp hình, cho nên Pháp Hòa không có cái máy chụp hình. Bây giờ không có máy chụp hình thì mình không biết. Mà bây giờ kêu Pháp Hòa đưa máy chụp hình và sử dụng là Hòa không biết. Nhưng mà thiệt sự Pháp Hòa cần, không thấy, cảm thấy là mình không cần thiết để tìm hiểu thì thôi, không cần tìm hiểu. Tới mình lo cái việc khác. Còn cái nào mình cần biết thì mình sẽ biết. Chờ cái đó là mình tập làm sao một cuộc sống của mình nó ngắn. Nó ngắn lắm. Và thời gian mình không có nhiều. Mà nếu mình cứ để hàng ngày tâm của mình nó cứ phải phan duyên theo những cái không cần thiết, mất hết thời gian. Và cuối đời mình không có được gì hết. Cho nên Pháp Hòa mới nói ta tự hỏi làm. Có một lần mình làm cái câu hỏi cho chính mình. Nếu mà mình đã rồi những lúc chiều về tối lại, mình hỏi mình đã làm gì, đã học hỏi được chi chưa. Cuối cùng mình phát hiện rằng à, thì ra ta đã bận hơn thua, chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Hết ngày hết giờ mình không làm được gì hết. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con biết ý chính của bản kinh
Pháp Hoa, Lương Hoàng Sám, Thủy Sám. Nếu mà ngồi ý chính không là hết ba cuốn này là 3 tháng. Thưa đại chúng, ngày xưa có một vị tổ, ngài tên là, đặc hiệu của ngài là Trí Khải, mà chúng ta thường gọi là Thiên Thai Trí Khải Đại Sư. Thì ngài có chia ra cái thời gian mà 45 năm Phật thuyết pháp thành ra 5 thời: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, Nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa niết bàn cộng bát niên. À, bây giờ mình nói cái câu cuối thôi, là Phật nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn 8 năm. 21 ngày đầu tiên Phật nói kinh Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Kinh A Hàm Phật nói 12 năm, gọi là A Hàm thập nhị. Những kinh Đại Thừa thuộc kinh Phương Đẳng nói 8 năm. Bộ Bát Nhã Đức Phật nói 22 năm, gọi là Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Rồi kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn cộng lại Phật nói 8 năm. Ta ngài chia ra như vậy. Vậy thì kinh Pháp Hoa nói cái gì? Kinh Pháp Hoa là muốn xác định lại cho tất cả mọi người, mọi loài, ai cũng có khả năng thành Phật. Nói gọn vậy đi, Phật chỉ cho chúng ta biết chúng ta có khả năng thành Phật. Nhưng mà tại vì lâu nay chúng ta không dám nhận, giống như gã cùng tử bỏ nhà đi, chỉ chấp nhận mình là người hốt phân chứ không dám nhận mình là con ông chủ. Cũng giống như một người được một người bạn tặng một viên ngọc trong chéo áo mà không biết xài. Mình có cái đó không? Mình có viên ngọc chánh định đó mà mình không chịu dùng. Thì chánh định của mắt, chánh định của mũi, chánh định của tai, chánh định của miệng, mình có cái chánh định của tất cả các căn, nhưng mà tại vì mình không dụng chánh định khi nhìn. Thí dụ nếu mà người có chánh định mà nhìn á, thì mỗi nhìn sao? Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Người có chánh định của tai thì mình sẽ lựa cái gì thánh thiện hay phải mình nghe. Chuyện thị phi nhân ngã, hơn thua tốt xấu, thoáng rồi hết. Mình giống mình hay nói là nước đổ lá môn. Thôi bây giờ mình nói là nước đổ lá sen. Đó. Bao nhiêu những cái gì nó đi qua, mình bình thường. Có chánh định mà. Thí dụ bây giờ người ta mắng mình nghe mình hiểu không? Hiểu. Nhưng mà tại sao mình không có nói lại? Tại mình tu. Mình không có ngu. Mình không ngu là vì người ta nói mình hiểu. Nhưng mà tại mình tu cho nên mình bỏ. Cho nên ví dụ mỗi lần mà ai làm gì mình nói tại mình tu chứ không có ngu. Ai nói gì mình biết hết, ai làm gì mình hiểu. Nhưng mình biết cái này nói nó không có lợi, cho nên mình không cần. Mình không cần phải quan tâm. Cho nên đó, kinh Pháp Hoa là xác định mình có cái đó mà mình không chịu dùng. Thì bây giờ Phật nói kinh Pháp Hoa một lần nữa, trước khi Phật mất, Phật nhắc lại một lần nữa cho tất cả chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng đó. Đừng để nó phí. Bây giờ mà chấp nhận làm tên, làm một cái người mà ăn xin cùng tử, tới hồi mà mình nhận ra thì cũng muộn rồi, thấy không? Nhưng mà không sao, mình nhận ra được là tốt. Bây giờ mình cũng nhận rồi, chút chút rồi, nhưng mà lâu lâu mình đem cất thôi. Còn về Lương Hoàng Sám và Thủy Sám thì cái này không phải kinh. Pháp Hòa nhắc để cho đại chúng nhớ. Những gì mà Phật nói thì chúng ta gọi là kinh. Những gì do chư tổ soạn để cho chúng ta trì tụng sám hối thì gọi là sám pháp. Sám pháp là gì? Là phương pháp giúp chúng ta sám hối. Vậy thì Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Đại Bi Sám, Địa Tạng Sám, Di Đà Sám, Dược Sư Sám, tất cả những cuốn đó không phải Phật nói mà do chư tổ soạn. Nhưng mà khi quý ngài soạn thì quý ngài cũng không soạn theo cái riêng tư, mà quý ngài dựa vào kinh
để quý ngài soạn, để chúng ta có vừa trì kinh học kinh mà vừa lại sám hối tiêu nghiệp. Riêng cuốn Lương Hoàng thì được chư tổ thời nhà Lương soạn để giúp cho vua Lương Võ Đế sám hối cho vợ của mình là bà Hy Thị. Cho nên cái quyển này được gọi là Lương Hoàng Sám. Lương là họ của ông vua, họ Lương. Hoàng là hoàng đế. Sám pháp này soạn cho vua họ Lương để giải cái nghiệp của bà vợ, bà hoàng hậu Hy Thị đã khinh khi Tam Bảo thế này thế kia, để rồi đọa làm rắn. Rồi khi mà đêm nào bà cũng về trong hoàng cung, bà rên, bà báo mộng cho vua biết là ban đó đang đọa lạc. Cho nên vua Lương Võ Đế mới cầu thỉnh Hòa Thượng Chí Công soạn ra một cái phương pháp sám hối nào. Thì lúc đó ngài mới tập hợp chư tăng vào thời đó ngồi lại với nhau soạn một cái quyển sám pháp, tổng cộng là 10 quyển, 40 phẩm ở trong cái quyển đó. Ở đây quý vị đang trì tụng đó. Khi mà tụng đến quyển thứ 5 thì đại chúng nhìn lên trên không thì thấy bà, một người đàn bà mặc áo trắng chắp tay đảnh lễ chư tăng tạ ơn. Là vì bà thoát nghiệp rồi. Cho nên toàn bộ quyển Lương Hoàng Sám ý tứ rất hay, sắp xếp rất hay. Nếu quý vị nào không thời gian, quý vị chỉ cần tụng hai quyển thôi, quyển 5 và quyển 6, để giải tỏa oan kết. Cái điều này Pháp Hòa được một vị hòa thượng ở Việt Nam ngài dạy. Ngài nói rằng nếu mình ai không có thời gian và để chú tâm vô cái điểm chánh của cái quyển sám hối đó là quyển 5 và quyển 6, tất cả những oán thù khổ lụy của chúng ta là do cái gì? Do oán kết. Nếu mà không có oán kết thì mình đâu có khổ lụy. Vợ chồng làm khổ nhau cũng là oán kết. Cha mẹ làm khổ nhau cũng oán kết. Dâu và mẹ chồng cũng là oán kết. Cha mẹ vợ với rể cũng là oán kết. Anh chị em ruột hận thù nhau cũng là oán kết hết. Nhiều khi đời này là anh chị ruột mà thật sự chỉ là cái duyên để có cái cớ ở gần nhau làm khổ nhau thôi, chứ thật ra cái gốc của nó, cái chiều sâu của nó là oán kết. Nhưng bây giờ nếu là hai người thù ở hai nhà thì đâu ai làm khổ ai được. Phải gần nhau mỗi ngày, ruột thịt của nhau, để rồi làm khổ nhau dễ hơn. Cho nên mình giải cái oán kết. Còn Thủy Sám thì nói về một vị quốc sư do được kính trọng, rồi vua tặng cho chiếc ghế ngồi. Thì trong khi ngài ngồi xuống thì bao nhiêu người quỳ lễ, thì ngài khởi một cái niệm là tự mãn. Tức là trời ơi, bây giờ tôi khỏe quá, tôi được ngồi trên chiếc ghế này, vua dân đều lễ lại. Thì trong khi ngài khởi cái niệm như vậy thì cái phước ngài nó bị tổn. Thì cái oan kết mà đi theo báo oán của ngài nhiều đời đó có cơ hội trả oán cho ngài. Cho nên làm thành một cái mục ghẻ ở dưới chân. Mà khi mà đau nhất tận cùng thì phải lấy thịt tươi đắp lên thì cái mục ghẻ đó mới dịu xuống. Thì nhưng mà cái vị quốc sư này khi mà đau đớn mà như vậy đó thì ngài mới nhớ rằng hồi nhỏ ngài là một chú tiểu ở trong chùa đó, ngài có giúp cho một người cùi mà ngài không có gớm nhòm, ngài ai cũng xa lánh vị đó, mà chỉ có vị mình là chú tiểu mà tới nâng đỡ giúp đỡ cho vị kia. Thì trước khi vị kia rời khỏi mới nói rằng sau này con có nạn, và khi nào con lâm nạn thì con hãy lên cái nơi đó để con tìm ta, ta sẽ giúp cho. Thì trong khi đau đớn như vậy thì ngài nhớ đến cái lời của cái vị thầy kia, cho nên ngài cố gắng, ngài lết đi lên tới cái chỗ đó. Thì khi mà tới cái chỗ đó thì được người ta chỉ rằng trước khi ngài gặp thầy tôi, ngài hãy đến cái dòng suối này nè, ngài lấy nước á, ngài rửa cái một ghẻ đó đi cho nó bớt nhức, bớt đau. Thì trong khi mà sắp sửa lấy cái nước rửa lên thì nghe cái tiếng nói, ngài có nhớ, ngài là cái người học rộng nghe nhiều, ngài có nhớ có một câu chuyện về Viên Án và Triều Thố không? Tôi là một, tôi với ngài là oan với nhau, mà ngài đổ oan cho tôi chết oan, cho nên nhiều đời tôi theo tôi báo ngài.
Nhưng mà ngài tu hành miên mật quá, cho nên 10 kiếp tôi theo tôi không trả thù được. Nhờ kiếp này ngài làm quốc sư nhưng mà khởi tâm tự cao, tự mãn, cho nên tôi có cơ hội tôi len vào tôi trả oán. Thôi hôm nay nhiêu đó đủ rồi, ngài hãy lấy nước rửa đi, rồi tôi với ngài sẽ rửa sạch cái oán thù. Khi mà rửa lên như vậy, ngài rát quá, đau quá, ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm giữa một cái cảnh núi rừng. Ngài cảm niệm Đức Quan Âm Bồ Tát, ngài mới viết thành một cái bộ sám pháp để cho mình trì tụng tiêu nghiệp, lấy tên là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám. Chữ Tam Muội đây, Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, tức là cái sám pháp rửa sạch tội kết, oan kết chỉ bằng một thứ thôi, đó là nước từ bi. Chỉ có từ bi mới rửa được oan kết, còn không có từ bi thì không thể nào rửa được. Cho nên người nào người ta không lành thiện với mình, chỉ cần mình lấy tâm niệm từ bi, mình giải cái oan kết. Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Cú có câu: từ bi oán thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Chỉ có khi nào mình lấy lòng từ bi, mình im lặng, mình nhịn, mình nhẫn nhục thì mới giải tỏa thôi. Còn mình nói thì làm sao nó hết được. Cho nên ở trong này đặc biệt là lấy cái nước từ bi. Quý vị thấy chỗ nào dơ lấy nước rửa phải không? Chỗ nào mà nó dơ, thí dụ thân mình dơ lấy nước rửa, nhưng mà tâm dơ là lấy gì rửa? Chỉ có tu hành, chỉ có niệm Phật mới rửa được. Thân dơ lấy nước rửa được, tâm dơ phải lấy sự tu hành mà rửa. Và sự tu hành đó là gì? Là tam muội chánh định. Mình hãy chánh định lại để cho cái tâm mình nó yên tổn. Mà khi nó yên thì nó không còn tác động hoàn thành nghiệp chướng với ai nữa hết. Và câu cuối nha: thưa thầy, chị của con hiến xác cho khoa học, tự hào trên post lên Facebook. Con có hỏi chị tại sao hiến xác. Chị giải thích hiến xác thì coi như xác mất, xác mất rồi thì không cần luân hồi. Nếu như thế thì cứ hiến xác sẽ được lên thẳng niết bàn phải không? Con đọc mạng thì thấy nhiều thông tin nói cần 8 giờ đồng hồ linh hồn mới rời khỏi thể xác. Nếu đụng vào xác thì người mất sẽ đau đớn, mà hiến xác cho khoa học thì bị quăng lên bàn thường xuyên trong tình trạng không quần không áo và bị người khác sờ mó thì thật ái ngại. Thưa đại chúng, đây là một cái ý niệm tốt nhưng mà hiểu lầm. Bởi vì khi mình hiến xác nó không quan hệ gì tới cái nghiệp thức của mình. Tại vì đây nó là hiến xác rồi thì xác bị phanh phui ra hết thì khỏi cần còn không còn xác gì để đi luân hồi. Khi mình luân hồi đâu phải luân hồi cái xác. Cái nghiệp của mình nó đẩy mình đi, cái phước của mình nó đưa mình đi, chứ mắc mớ là tới cái thân. Cho nên nếu mình hiểu như vậy mà mình làm phước đó, nó cũng chẳng phước gì. Mà nó cũng, mà nếu không chừng mà nếu mà không được như mình nghĩ là mình còn bực bội là còn đọa nữa. Thành thử xác định lại, mình hiến xác đó là tốt. Hiến xác cho khoa học, cho người, thí dụ mình hiến xác mà lỡ mình bị tai nạn, mình mất, mà người ta còn sử dụng được cặp mắt hay là tim gan gì của mình, đó là phước. Hiểu không? Đó là cái phước. Mà nếu đã là phước mà đúng theo cái tâm nguyện của mình, đúng cái tâm nguyện mình muốn, thì không có gì trở ngại cho sự việc vãng sanh của mình hết. Đừng có nghĩ rằng phải có 8 tiếng nằm đó mới gọi là đủ tiếng vãng sanh. Không phải vậy. Cái đó chẳng qua là một cái trợ lực thêm cho người mất, chứ không có phải là ai chết nằm 8 tiếng cũng vãng sanh hết. Đừng nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy mà lỡ mà không được 8 tiếng là mình phiền não, công phu tu hành mình nó mất hết.
Cái quan trọng là khi mình còn sống, mình phải huân tập cái thiện nghiệp, cái đó nó mới đưa mình đi. Chứ còn giống như ngài Mahanam hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà chúng con tu hành mà lỡ chúng con mất bất tử như là đụng xe té lầu thí dụ vậy, chúng con đi về đâu? Thì Phật mới nói rằng tùy theo cái cây. Hễ mà cái cây mà nó nghiêng về bên trái, khi mình cưa nó sẽ nghiêng về trái. Nếu mà cái cây nó nghiêng về bên phải, mình cưa nó thì nó nghiêng về phải. Thì hằng ngày mình cũng phải tâm mình hướng về đâu, thì khi mình bỏ thân này thì tự động nó cái nghiệp lực đó nó đẩy mình đi. Chứ nghiệp lực đây đừng có hiểu là ý xấu, nghiệp lực thiện hay là nghiệp lực bất thiện. Còn không quan hệ cái vấn đề mà gọi là nằm đó 8 tiếng, cũng không có phải cái vấn đề là dở lên dở xuống rồi tay mềm rụi chân cẳng mềm rụi kêu vãng sanh. Không có cái, đừng có nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy đó, tức là mình, trong khi mà mình hiểu như vậy, mình tu như vậy, tức là mình còn vướng chấp nhiều. Cái nghiệp lực mình là cái quan trọng, còn cái kia là chỉ là thoại tướng. Thoại tướng thôi. Ví dụ thôi nè. Ví dụ như bây giờ người ta nói: ồ, cái vị đó tu hành chân chánh, cho nên được cái tướng tốt. Rồi bây giờ lỡ có những vị mà người ta sanh ra từ nhỏ tới lớn, tướng người ta không đẹp, rồi cái mình nói là người đó không phải chân chánh cho nên tướng không đẹp sao? Không phải vậy. Không phải ai đẹp tướng mới là người tu tốt. Không phải. Cho nên ở đây đại chúng nhớ, cái vấn đề hiến xác nó không quan, cái quan niệm này là một quan niệm sai lầm vô cùng. Mà lỡ mà mình nghĩ như vậy rồi mình hiến xác mà không được như mình nghĩ đó, thì mình bực bội phiền não, thì mình luân hồi khổ đau. Cho nên ở đây chỉ muốn nói rằng, nếu mình có ký giấy hiến xác là mãn nguyện, mãn bồ đề nguyện, mãn cái nguyện thiện lành của mình mà người ta sử dụng được thì mình mừng chứ làm sao lại bực bội. Chỉ sợ là mình nằm ra đó chỗ nào nó cũng hư rụi hết trơn rồi, không còn chỗ nào xài được nữa hết là mới khổ đó. Còn nếu mà mình chết mà người ta sử dụng được là mình mãn nguyện quá rồi, có cái gì nữa đâu mà phải sợ không đi. Thấy không? Đã là nguyện thì không có gì trở ngại hết. Ví dụ như thầy ở đây, Pháp Hòa thưa với thầy là khi con đến đây mọi việc thầy cứ sắp xếp giúp cho con. Thì giờ thầy biểu là bây giờ có chương trình vậy, mình nguyện mình tới đây, mình sinh hoạt Phật Pháp, rồi không lẽ đi vô trong phòng càm ràm cho ăn bữa cơm bắt nói 3 buổi. Mình nguyện mà. Thành thử ra cái gì mình nguyện, phải không? Mà khi mà cái nguyện của mình á mà nó trọn thì mình gọi là cái gì nè? Mãn gì? Mãn nguyện. Phải không? Mà mãn nguyện rồi thì cái việc đó không có gì trở ngại. Cho nên cô phải giải thích lại cho chị biết, đừng có nghĩ rằng hiến xác như vậy rồi không còn cái xác nào để nó luân hồi nữa hết. Không phải vậy đâu, phải không? Cái chuyện mình đi đâu đó là do mình, hằng ngày mình hướng tâm về đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ mình là Phật tử thích đi chùa, thích đi chùa. Bây giờ quý vị có đi đâu, quý vị thăm viếng bà con, cái việc quý vị cũng thế nào cũng hỏi ở đây có chùa không, phải không? Tại tâm mình hướng chùa. Cho mình tới bất cứ thành phố nào mình cũng hỏi bà con mình ở đây có chùa không, có thuận tiện cho tôi đi thăm chùa không. Thì cái tâm của mình Phật tử mà. Còn nếu như cái người nào mà họ ghiền casino á, không, mà vừa tới xuống phi trường cái đó, ở đây có gần casino không? Tại cái tâm hướng đó mà. Cho nên ngài Huy Sơn ngài cũng xác định với mình: học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Như con chim mà nó sổ lòng, nó sẽ bay về rừng núi của nó. Phải không? Học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Hằng ngày tâm thức mình nghĩ cái gì thì khi mình xả cái thân này, tâm thức mình đi về hướng đó. Cũng như là người thiếu nợ, ai là cái người thiếu mạnh nhất thì người đó sẽ tới đòi mình nhất. Ví dụ một Pháp Hòa thiếu người ta 100 ngàn, người thiếu chú kia 2 ngàn, lỡ nghe Pháp Hòa sắp dọn nhà đi thì cái ông 100 ngàn ông kiếm trước. Tại vì ông kia lỡ có mất 2 ngàn thôi, còn người kia ta mất tới cả 100 lần. Thành thử ra cái nghiệp của mình là cái nào nặng thì nó lôi mình. Có những người người ta không cần phải trải qua 49 ngày. Bởi vì nghiệp người ta cực thiện. Xả thân này rồi,
thần thức xuất ra đi về cõi lành liền. Và cũng có người cực ác, vừa xuất ra thì họ liền đọa lạc liền, chứ không phải trải qua 49 ngày. Còn đa số chúng ta là gì đó, trung bình đó. Cho tiền thì cũng cho, mà chửi cũng chửi, thành thử ra mình phải trải qua 49 ngày chút. Người ta hỏi sao chị cho nó mà tôi chửi nó. Thì thưa đại chúng, qua những câu hỏi của đại chúng đó, thì Pháp Hòa cũng hy vọng là Pháp Hòa cũng đáp ứng một chút xíu nào do cái thắc mắc của quý vị. Còn nếu cái nào mà chưa có đáp ứng được lắm thì quý vị hãy cầu thỉnh thầy trụ trì ở đây giải thích thêm. Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng rất nhiều đã cho Pháp Hòa có một cái cơ hội được gặp quý vị và sinh hoạt quý vị vào trưa hôm nay. Chúc quý vị an vui, và nếu đủ duyên thì chiều nay mình sẽ gặp chùa Linh Sơn lúc 6 giờ. Chưa có ngồi trong phòng thì có viết mấy bài thơ. Cái bài này thì nó hơi chữ nó hơi khó đọc, nhưng mà nếu mà thầy cho phép thì thiền hữu cúng dường thầy xong rồi thỉnh thầy Pháp Hòa là cái người ngâm thơ rất là giỏi. Thì rất là được thỉnh. Thưa đại chúng, cái bài này thì cũng viết tặng thầy Pháp Hòa sáng trưa thứ bảy. Nến thắp hồng chánh điện, ngoài trời mưa ngưng ta, trầm hùng như tiếng biển. Bạn nghe cái giọng của thầy Pháp Hòa nói chuyện á, có cái sức trầm hùng ha, như là sức mạnh, là cái sức mạnh giống như sóng biển vậy. Cho nên thì ngộ cảm được cái giọng nguyên đó, chứ không phải giống như cái giọng thiền hữu trầm hùng như tiếng biển, tĩnh tâm cả đêm ngày, điềm nhiên thầy khai thị, tâm thư thái lạ lùng, nơi trần gian mộng mỹ, nụ cười thầy bao dung. Con cũng nghe lời thầy, con sẽ ngâm. Nhưng mà trước khi con ngâm, con cần phải pha nước tương rồi mới ngâm được.